Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 478, một con đường đi đến điểm đen, không thành công thì thành nhân. Nhâm Sương Bình đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt càng nhiều hơn vài phần. Tuy hắn chỉ nói những lời lẽ của các vị quan viên thường dùng, thế nhưng Đổng Quốc Khánh lại hiểu ý, lại biết cách phối hợp. Nhâm Sương Bình thấy nên cảm tạ Vương Tử Quân vì đã giúp mình tiến sát đến gần Đổng Quốc Khánh. Không biết nếu Vương Tử Quân hiểu được hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên là Đổng Quốc Khánh giới thiệu cho mình, đối phương sẽ có biểu hiện thế nào. Nhâm Sương Bình nghĩ đến đây mà vẻ mặt có thêm chút đỏ ửng, hắn cảm thấy đợi đến khi hợp tác thành công, hắn sẽ đem mối quan hệ giữa Đổng Quốc Khánh và các trường binh nói cho Vương Tử Quân, như vậy vẻ mặt của Vương Tử Quân nhất định sẽ rất đặc sắc. Anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhâm Sương Bình không nhịn được cảm giác vui vẻ. Hắn cầm điện thoại gọi cho phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền là Thái Nguyên Thương. Sau khi thư ký trưởng Đào Chính Đào rời khỏi vị trí công tác, không thể nào tìm ra một vị thư ký trưởng mới, bây giờ người phụ trách công tác ở chỗ chủ tịch Nhâm Sương Bình chính là phó thư ký trưởng Thái Nguyên Thương. Thái Nguyên Thương là một người đàn ông hơn 40, không quá cao lớn nhưng vóc người rất có tinh thần khí khái, mỗi ngày đều cười ha hả giống như một ông Phật Di Lặc. Nhưng nhắc đến người này thì thấy cũng là một kẻ lòng dạ độc ác. Đã từng có một tên sinh viên không biết vì sao đắc tội với thư ký trưởng Thái, sau đó bị xếp vào danh sách quét dọn vệ sinh của văn phòng nửa năm. Cuối cùng tên nhân viên này vì không chịu được hoàn cảnh đè nén nơi khối chính quyền thành phố, đành phải ngoan ngoãn bỏ đi. Bây giờ chiếc ghế thư ký trưởng khối chính quyền thành phố đang để trống, Thái Nguyên Thương được chỉ định làm người phụ trách công tác văn phòng của chủ tịch Nhâm Sương Bình, thế là hắn thấy cơ hội của mình kéo đến. Những ngày qua hắn luôn chú tâm dựa vào Nhâm Sương Bình. Khi không có việc gì cũng nhanh chóng chạy đến báo danh, thậm chí phục vụ Nhâm Sương Bình còn tốt và nhanh chóng hơn cả phục vụ bố mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhâm Sương Bình vừa gọi điện thoại cho Thái Nguyên Thương chưa đến một phút, ngay sau đó Thái Nguyên Thương đã xuất hiện trong phòng làm việc của lãnh đạo. Hắn khẽ đẩy cửa ra, cung kính chào hỏi bắt chuyện với Nhâm Sương Bình, sau đó ân cần châm đầy trà vào ly cho lãnh đạo. Nhâm Sương Bình căn bản rất hưởng thụ những hành vi và lời nói của Thái Nguyên Thương, sau khi chờ Thái Nguyên Thương cung kính ngồi xuống trước mặt mình thì khẽ khoát tay nói. Tiểu Thái, ngồi đi, tôi cũng không phải đã nói rồi sao, đến chỗ tôi cũng đừng biểu hiện quá mức như vậy. Chủ tịch Nhâm, tôi xin nhận kiểm điểm, đây rõ ràng là tiếp thu không thấu tinh thần chỉ thị của lãnh đạo. Mỗi ngày tôi luôn muốn được đến bên lãnh đạo, luôn muốn chính mình thả lỏng một chút, nhưng mỗi lần đối diện với ngài. Với một vị lãnh đạo quản lý cả thành phố Đông Bộ, công tác quá lớn, mỗi phút mỗi giây đều có trách nhiệm, thế cho nên tôi không tự giác được phải trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xem ra tôi còn cần phải học tập rèn luyện nhiều hơn, kính mong Chủ tịch Nhâm chỉ bảo nhiều hơn. Thái Nguyên Thương vừa dùng giọng cung kính nói vừa dùng ánh mắt chú ý nhìn Nhâm Sương Bình, khi hắn thấy trong mắt Nhâm Sương Bình lóe lên chút vui vẻ, hắn cảm thấy phương pháp của mình xem như đã đúng. Anh đấy! Cũng không cần suốt ngày cứ chú tâm vào những thứ vô dụng như vậy. Là một thư ký trưởng hợp cách thì phải luôn bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo của mình. Nhâm Sương Bình nói ra ba chữ thư ký trưởng, giọng điệu chợt đề cao hơn vài phần. Khi nói ra những chữ này thì biểu hiện của hắn có hơi nhạt, có vẻ không quan tâm, nhưng dư quang khóe mắt lại nhìn chằm chằm vào Thái Nguyên Thương. Thái Nguyên Thương là người trà trộn trong văn phòng khối chính quyền nhiều năm, tất nhiên hắn không phải là kẻ ngốc. Trước khi chưa xác định rõ vấn đề đề bạt thì dù có bất kỳ mục đích nào, lãnh đạo cũng sẽ không bao giờ tỏ thái độ quá rõ ràng. Cho dù anh có giỏi giang và khéo léo thế nào thì lãnh đạo cũng chỉ để lộ ra tảng băng ngầm, vì vậy điều anh cần làm chính là nắm bắt manh mối, phải xem vào khứu giác nhạy cảm của chính anh. Phải nói là Nhâm Sương Bình tuy lên tiếng khá hời hợt nhưng trong lời nói lại ẩn giấu nhiều nội dung, Thái Nguyên Thương nghe vào trong tai và hiểu rõ ý nghĩa. Dưới tình huống tâm tính có chút hoảng loạn, Thái Nguyên Thương nhìn Nhâm Sương Bình, hắn phát hiện Chủ tịch Nhâm đang híp mắt, nụ cười trên khóe miệng trải rộng ra cả khuôn mặt, bên trong giống như chứa đựng rất nhiều nội dung. Dù Thái Nguyên Thương cố gắng áp chế tâm tình kích động, thế nhưng gương mặt mật mạp béo tốt vẫn không nhịn được khẽ run lên. Phó thư ký trưởng và thư ký trưởng đều có chung chữ thư ký trưởng thế nhưng lại khác nhau chữ phó, như vậy khác biệt là cực kỳ lớn. Thái Nguyên Thương cũng không biết đã hướng đến vị trí thư ký trưởng kia được bao năm. Bây giờ ba chữ thư ký trưởng được Chủ tịch Nhâm nói ra khỏi miệng bằng giọng điệu cực kỳ ẩn ý, điều này làm cho trái tim của hắn đập lên rộn rã, thật sự không biết nên biểu đạt như thế nào. Nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố tuy cũng phải do hội nghị thường ủy quyết định, nhưng người có quyền lên tiếng nhiều nhất chính là Chủ tịch Nhâm Sương Bình.
cho dù bí thư thị ủy có cường thế như thế nào cũng sẽ không vung tay vào sự kiện tìm nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, vì dù sao thì đây cũng là đại quản gia của khối chính quyền, là người phục vụ cho chủ tịch, thế nên chủ tịch có quyền lựa chọn. Từ khi phụ trách công tác của Nhâm Xương Bình cho đến nay thì Thái Nguyên Thương vẫn luôn muốn tìm được sự tán thành và khẳng định của lãnh đạo, sau đó mình có thể an toàn tiến lên vị trí thư ký trưởng văn phòng. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào thì Nhâm Xương Bình vẫn không chịu bày tỏ thái độ, mà bây giờ chủ tịch Nhâm lại nói một câu hai nghĩa, sao không làm hắn hưng phấn cho được. Chủ tịch Nhâm, tôi. Thái Nguyên Thương muốn nói vài câu quyết tâm, thế nhưng hắn còn chưa dứt lời thì Nhâm Xương Bình đã khoát tay chặn lại nói. Nguyên Thương, lúc này tôi có vài chuyện cần anh xử lý. Thái Nguyên Thương nghe thấy Nhâm Xương Bình cần mình làm việc thì nhịn không được cảm thấy run rẩy bất an, cũng thật sự rất hưng phấn. Tuy biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng lúc này trong lòng đã bùng sóng. Hắn biết rõ cơ hội của mình đã đến, nếu làm tốt chuyện này thì vị trí thư ký trưởng không còn cách mình quá xa. Hắn chợt cảm thấy trong lòng giống như muốn phỏng, cơ thể hầu như run rẩy vì kích động. Chủ tịch Nhâm, ngài cứ việc phân phó là được. Thái Nguyên Thương cũng không hỏi chuyện Nhâm Xương Bình cần xử oxy là gì, hắn trực tiếp và kiên quyết bày tỏ thái độ của mình với lãnh đạo. Lúc này thái độ quyết định tất cả. Có thể hoàn thành công tác hay không là vấn đề về thể lực, nhưng có tích cực hay không lại là vấn đề về lập trường. Thái Nguyên Thương biết rõ vào thời điểm quan trọng này nếu chính mình có chút do dự, chỉ sợ cơ hội ngàn năm một thuở này sẽ trôi qua, sẽ mất đi chỉ trong nháy mắt, hơn nữa số người muốn tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền cũng là rất nhiều. Nhâm Xương Bình rất hài lòng với câu nói bày tỏ thái độ của Thái Nguyên Thương, hắn cũng không lên tiếng yêu cầu Thái Nguyên Thương ngồi xuống mà trầm giọng nói. Nguyên Thương, tôi phát hiện bây giờ trong khối chính quyền thành phố có một tâm tính rất táo bạo, rất nhiều người làm việc không đến nơi đến chốn, muốn một lần là xong. Thái độ này rõ ràng là không được, tôi muốn anh làm ra cho tôi một bài phát biểu để phê bình thái độ không hay này. Phê bình những người có tâm tình công tác táo bạo, đây là chuyện gì? Thái Nguyên Thương vốn nghĩ rằng Nhâm Xương Bình sẽ có nhiệm vụ gì cực kỳ quan trọng cho mình đi làm, nhưng bây giờ nghe được lãnh đạo nói như thế thì không khỏi ngẩn ngơ. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải là nhân phẩm của lãnh đạo đột nhiên bộc phát theo chiều hướng tốt, vì một chuyện nhỏ như vậy mà ném cho mình chiếc ghế thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố sao. Tuy cảm thấy sự kiện kia chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến nhưng Thái Nguyên Thương vẫn dùng giọng kiên quyết nói. Chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng viết cho thật tốt để mọi người hiểu rõ những sự khổ tâm của ngài. Vậy thì tốt, đúng rồi Nguyên Thương, anh trọng điểm thông báo. Từ hôm nay hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên sẽ không còn là của Chủ tịch Vương Tử Quân, sẽ do chính tôi phụ trách. Nhâm Xương Bình vừa nói vừa nâng ly lên nhấp một ngụm, sau đó lại nói tiếp. Hai chuyện này cần phải được thực hiện song hành. Thái Nguyên Thương có thể trở thành phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thì tuyệt đối đủ trí thông minh và trí tuệ chính trị. Nhâm Xương Bình vừa nói như vậy thì hắn đã ngầm hiểu, hắn đã hiểu ý của Nhâm Xương Bình. Hai văn kiện này được đưa ra. Người bình thường sẽ cảm thấy không có vấn đề gì, thế nhưng lúc này Chủ tịch Nhâm lại muốn ném hai thứ ra cùng một lúc, rốt cuộc có ý gì? Không khỏi làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên vốn là do Chủ tịch Vương phụ trách, bây giờ lại đổi thành Chủ tịch Nhâm phụ trách, hơn nữa Chủ tịch Nhâm còn cho ra văn kiện phê bình các đồng chí có tác phong công tác lơ là. Đây không phải nói rõ Chủ tịch Nhâm đang nói Chủ tịch Vương là người công tác lơ là sao? Thái Nguyên Thương công tác ở khối chính quyền thành phố khá lâu, hắn biết rõ ràng lực ảnh hưởng của Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân ở đây là như thế nào. Thư ký trưởng Đào Chính Đào sao lại bị điều đi, cũng không phải vì Vương Tử Quân và Nhâm Xương Bình không đứng cùng hàng ngũ, thế cho nên bị Vương Tử Quân đẩy ngã sao. Thái Nguyên Thương nghĩ đến kết cục của Đoạn Chính Quân thì thật sự có chút do dự, nhưng khi nhìn ánh mắt sáng ngời của Nhâm Xương Bình, hắn chợt thanh tỉnh trở lại. Khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy mình giống như không còn đường lui về phía sau. Đồng ý nhiệm vụ của Nhâm Xương Bình, như vậy Thái Nguyên Thương sẽ có một con đường sống, biết đâu sẽ trở thành thư ký trưởng. Nếu trở thành thư ký trưởng thì con đường làm quan của hắn sẽ bừng sáng, nếu không đồng ý thì xem như đắc tội với chủ tịch thành phố. Nhâm Xương Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn muốn đối phó với một vị phó chủ tịch thường vụ như Vương Tử Quân thì thật sự phải xem xét nhiều mặt. Nhưng nếu muốn bóp chết một vị phó thư ký trưởng chủ trì công tác tạm thời của mình, căn bản thật sự sự dễ dàng như một bữa ăn sáng. Điều này không khỏi làm cho Thái Nguyên Thương càng thêm quyết đoán cho ra lựa chọn. Chủ tịch Nhâm, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Thái Nguyên Thương cắn răng nói cực kỳ kiên quyết.
Thái Nguyên Thương có chút do dự, biểu hiện này lọt vào trong mắt Nhâm Sương Bình và hiểu ngay ra vấn đề, nhưng lúc này đối phương đã nhanh chóng hướng về mình, thế là hắn cười ha hả nói. Nguyên Thương, anh làm việc thì tôi yên tâm. Trước đó tôi đã nói qua với trưởng phòng đồng, trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ có nhiều nhân tài, tổ chức nếu chọn lựa cán bộ thì cần suy xét nhiều hơn, mà trưởng phòng đồng cũng đã đồng ý với lời đề nghị của tôi. Thái Nguyên Thương vốn có chút không yên tâm, nhưng bây giờ trái tim bất hiên đã hạ xuống. Hắn nhanh chóng nói vài lời trung thành với Nhâm Sương Bình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Nhâm Sương Bình. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Nhâm Sương Bình, Thái Nguyên Thương chậm rãi hồi phục như bình thường, hắn chợt cảm thấy sau lưng ướt đẫm một mảng lớn, gió thổi qua sinh ra cảm giác mát rượi. Thái Nguyên Thương thật sự không biết chỉ một lời đầy nhiệt huyết sẽ cho mình một tương lai tươi sáng hay kết cục bi tráng, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, lúc này hắn không còn đường lui, chỉ có thể đi vào con đường đen, không thành công thì xả thân. Thái Nguyên Thương nghĩ đến những tin đồn chủ tịch Nhâm sắp tiến lên làm bí thư thị ủy. Hắn cảm thấy lần này mình bỏ ra số tiền lớn để đặt cược tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng tiền lời lại cực kỳ khả quan. Chủ tịch Vương thật ra cũng không phải đáng sợ như vậy. Thái Nguyên Thương chậm rãi đi về phòng làm việc của mình, hắn thầm nhắc nhở mình như vậy. Trong khối chính quyền mỗi ngày đều có rất nhiều văn kiện được truyền đạt, nếu một ngày không có văn kiện nào thì rõ ràng là quá hiếm chưa từng xảy ra. Một vài công văn được truyền đạt, ngoài phương diện bổ nhiệm nhân sự, những vị lãnh đạo cũng không quá quan tâm đến nội dung của nó. Nhưng ngày hôm nay có hai văn kiện được đưa đi lại làm cho lòng người suy nghĩ miên man, đặc biệt là đám cán bộ có chút nhận thức với thế cục lần này lại càng nghị luận. Nhưng những lời nghị luận như vậy chỉ có thể được tiến hành trong bóng tối, không người nào dám ném ra bên ngoài. Dù sao thì người trong cuộc cũng không phải là những kẻ tầm thường, không phải những tồn tại mà đám người này có thể tùy tiện nhắc đến. Thần tiên đánh nhau thì phàm nhân gặp nạn. Đám người trong văn phòng khối chính quyền thành phố ôm tâm lý như vậy. Tuy trong lòng bọn họ đều có suy đoán riêng, thế nhưng bọn họ càng cố gắng giả vờ như không biết gì, bọn họ đều vội vàng công tác. Nhưng đám người này càng là như vậy thì càng làm cho con sóng ngầm ở trong văn phòng khối chính quyền thành phố và văn phòng thị ủy bùng lên dữ dội. Dù rất nhiều người cố gắng ăn nói thận trọng, nhưng cũng có người lên tiếng nghị luận, thế nên đủ mọi lời nói này nọ truyền khắp khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ, tất nhiên hai văn kiện kia sẽ được sớm đưa lên bàn làm việc của hắn. Khi đọc qua hai văn kiện này, hắn mỉm cười nhìn Triệu Quốc Lương đang đứng thở phì phò ở bên cạnh. Làm sao vậy, nhìn bộ dạng tức giận của cậu kia, giống như có người nào đó không có mắt trêu chọc thư ký của tôi vậy. Vương Tử Quân nói một câu vui đùa làm cho vẻ mặt Triệu Quốc Lương chợt đỏ hồng, hắn lập tức trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy có người cố ý tạo ra hai văn kiện này. Như vậy thì thế nào? Vương Tử Quân đưa hai văn kiện lên rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy hai văn kiện này rất hay, đặc biệt là đối với văn kiện phê bình đám người có tâm tính công tác quá táo bạo của Chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy cực kỳ kịp thời, rất cần thiết. Theo tôi thấy phạm vi của văn kiện này còn hơi nhỏ, phải truyền xuống cho các cơ quan đơn vị, để bọn họ chú tâm học tập. Ôi, Chủ tịch Vương! Tôi thấy bọn họ làm như vậy rõ ràng là ông say không phải vì rượu, bọn họ đang ngấm ngầm hại ngài. Triệu Quốc Lương dùng ánh mắt có chút dồn dập nhìn Vương Tử Quân, hắn nói rõ cái nhìn của mình về vấn đề này. Quốc Lương, người ta cũng không nói rõ ràng, cậu cũng đừng suy đoán lung tung, chúng ta không thể xuyên tạc dụng ý tốt của lãnh đạo như vậy được. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Triệu Quốc Lương rồi dùng giọng chú ý nói. Triệu Quốc Lương nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân. Hắn cố gắng nuốt những lời mình định nói vào bụng. Hắn đổi ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Chương 479, công tác khó giải quyết chính là đánh bóng bàn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Trúc Phù Bình đẩy cửa đi vào phòng, trên tay là hai phần văn kiện. Sau khi Vương Tử Quân đứng lên đón chào, Trúc Phù Bình tiện tay đưa hai phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh đã xem qua hai phần văn kiện này chưa? Hừ, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn ra tay. Vương Tử Quân ném cho Trúc Phù Bình một điếu thuốc, sau đó hắn thản nhiên nói. Chủ tịch Trúc, tôi đã xem qua văn kiện này rồi, thật sự cũng không có vấn đề gì. Trong mắt Trúc Phù Bình lóe lên hào quang, thầm nghĩ Vương Tử Quân lúc này cũng thật sự khó xử, đối phương không nói có nhìn ra vấn đề, lại nói không có gì, những lời này thật sự rất đáng suy xét. Nhưng hôm nay mình đã đến và nói ra vấn đề. Tất nhiên cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Trong đầu Trúc Phù Bình lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cười hì hì nói.
Bây giờ thì không có tác dụng gì, nhưng tôi nghe nói trong các khu văn phòng đã bắt đầu nói Chủ tịch Vương Anh đến và bị nhà máy rượu Tân Nguyên cho ra rìa, không còn cách nào khác để tác động, lúc này mới giao hạng mục cho Chủ tịch Nhâm. Có lẽ là như vậy. Vương Tử Quân cười cười, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Trúc Phu Bình nhìn gương mặt không mặn không nhạt của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm khái, Chủ tịch Vương nhìn qua thì rất trẻ, thủ đoạn lại cực kỳ đanh đá chua ngoa. Chính mình đến xúi dục nhưng lại không có ý nghĩa gì cả, đối phương vẫn rất ung dung bình tĩnh, căn bản giống như một vở kịch đang được diễn trên sân khấu theo kịch bản mà thôi. Trúc Phu Bình cố gắng sáp chế những cảm giác không thoải mái trong lòng, sau đó mới nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi nhận được tin tức này từ văn phòng, đó là hai ngày nữa Chủ tịch Nhâm sẽ tự mình đến đàm phán với nhà máy rượu Tân Nguyên, anh cảm thấy lần này Chủ tịch Nhâm đi sẽ có kết quả không? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ánh mắt người gây sự của Trúc Phu Bình, hắn cười hì hì nói. Có lẽ sẽ quay về viên mãn, tuy nhà máy rượu Tân Nguyên cho tôi ăn canh lạnh, nhưng nếu có thể tiến cử được bọn họ đến đầu tư, sẽ là rất tốt cho sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Chỉ hy vọng là như thế. Trúc Phu Bình cười hì hì, hắn cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này. Sau khi nói vài câu về các vấn đề khác, hắn cười nói. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ban lái xe của văn phòng khối chính quyền thành phố giang trống một vị trí cấp phó khoa, lái xe Thái đã phục vụ anh không ít năm, anh cũng nên tranh thủ một chút. Sao, có chuyện này à? Một vị trí cấp phó khoa thì không tính là gì với các vị lãnh đạo cấp bậc như Vương Tử Quân và Trúc Phu Bình, thế nhưng vị trí đó thật sự rất tốt với Thái Thần Bân. Nếu Thái Thần Bân có thể tranh thủ được vị trí này, sau này muốn tiến lên sẽ có cơ sở rất tốt vào hiện tại. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, có lẽ là như vậy. Trúc Phu Bình mỉm cười dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Chủ tịch Trúc, chuyện này thật sự cảm ơn anh, đến khi hoàn thành sẽ mời anh dùng cơm. Trúc Phu Bình thật sự không ngờ Vương Tử Quân sẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cảm tạ mình, nhưng hắn lại dùng giọng khiêm tốn nói. Chủ tịch Vương, chuyện này tôi chỉ nói cho anh biết mà thôi, anh cảm tạ như vậy cũng làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi thấy không bằng thế này, dù sao thì lái xe Thái cũng là tài xế của anh, nếu như anh mở lời cũng không hay, vì vậy cứ để đó cho tôi. Sau khi khoai đã được đào bỏ vào rổ thì anh mời tôi một bữa cơm cũng không muộn. Tôi sẽ chờ tin vui từ anh. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, sau đó dùng giọng không chối từ nói. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn qua số điện thoại, sau đó hắn khẽ nghe máy. Chào Chủ tịch Nhâm, tôi là Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, hai ngày tới tôi sẽ phải đến đàm phán với nhà máy rượu Tân Nguyên, như vậy tất cả sự việc trong khối chính quyền thành phố sẽ do anh phụ trách. Nhâm Sương Bình dùng giọng hiền hòa nói, lời nói càng mang theo vài phần thành thật đáng tin. Tử Quân, tài xế tiểu thái của anh là một cán bộ bình thường cũng không hay, bây giờ trong ban lái xe của khối chính quyền thành phố còn có một vài vị trí trống, tôi đã chào hỏi phòng quản lý sự vụ cơ quan, ngày mai bọn họ sẽ bổ sung tiểu thái vào danh sách. Nhâm Sương Bình lên tiếng cực kỳ ân cần, nếu như người không biết sẽ căn bản không ngờ trước đó không lâu người này vừa cho ra trò ngáng chân Vương Tử Quân. Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Nhâm, Thần Bân đã công tác bên tôi thời gian không ngắn. Tôi cảm thấy anh ấy có thể đảm nhiệm công tác này. Một chức vụ phó khoa ở ban lái xe cũng không phải là gì với Vương Tử Quân, nhưng nếu Nhâm Sương Bình không đặt chuyện này lên bàn, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể đưa hai tay đỡ lấy phần nhân tình của người ta như bưng dưa hấu mà thôi. Trúc Phu Bình tuy không rõ Nhâm Sương Bình đang nói những gì, nhưng nhìn vào thái độ của Vương Tử Quân thì hắn có thể đoán ra được vấn đề. Hắn thầm mắng Nhâm Sương Bình ra mặt dày, đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ đề phòng Nhâm Sương Bình. Giải quyết một vị trí cấp phó khoa cho Thái Thần Bân, điều này làm cho Vương Tử Quân rất thỏa mãn. Thái Thần Bân bắt đầu đi theo hắn từ huyện Lô Bắc, hắn đã sớm muốn đề bạt Thái Thần Bân, thế nhưng hắn chưa đứng vững bàn chân, cũng chỉ có thể không dám nóng vội, đành phải buông thả sự việc. Bây giờ dù Nhâm Sương Bình xuất phát từ mục đích gì thì người có được lợi ích thực tế cũng chính là Thái Thần Bân. Có chủ tịch thành phố thúc đẩy thì sự việc đề bạt một cán bộ cấp phó khoa căn bản là quá đơn giản. Trước khi Nhâm Sương Bình đưa theo các vị cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Cải cách và Phòng kế hoạch đầu tư đến gặp mặt đàm phán với nhà máy rượu Tân Nguyên, sự việc Thái Thần Bân tiến lên cấp phó khoa đã được chứng thực. Thái Thần Bân dù cố gắng áp chế cảm giác kích động của mình, nhưng dưới tình huống cảm xúc phập phồng, hắn vẫn biểu hiện rất vui sướng. Hắn biết rất rõ mình dễ dàng tiến lên cấp phó khoa cũng là vì người ta nể mặt Chủ tịch Vương. Nếu dựa vào chính mình,
chỉ sợ bổ nhiệm cũng không xuống nhanh như vậy, hơn nữa vị trí chạm tay có thể bỏng kia cũng sẽ không rơi lên đầu mình. Nhâm Sương Bình đến nhà máy rượu Tân Nguyên, như vậy tất cả công tác ở khối chính quyền thành phố đều coi như rơi lên đầu Vương Tử Quân. Nhưng thực tế thì Nhâm Sương Bình cũng chỉ đi 2 ngày, hơn nữa lại đi khá gần, thế cho nên Vương Tử Quân chỉ chủ trì công tác trên danh nghĩa, thực tế là các vị phó chủ tịch đều đang nắm chặt phạm vi phân công của mình. Vương Tử Quân đã kiểm tra tiến độ phát triển gần đây của khu quy hoạch kỹ thuật cao, hắn vừa quay về phòng làm việc ngồi uống trà, còn chưa kịp lo lắng thì có người gõ cửa. Trưởng phòng văn hóa thông tin Triều Viên Hạ đã đi đến với vẻ mặt khổ sở. Chủ tịch Vương, hôm nay phòng văn hóa thông in chúng tôi không thể nào truyền bá tin tức thời sự được. Triều Viên Hạ năm nay hơn 40, dáng người trung đẳng, một cặp kính gác trên sống mũi, thật sự rất có khí độ của học giả. Khi hắn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì nhanh chóng dùng giọng khổ sở để kêu khổ. Vương Tử Quân và Triều Viên Hạ căn bản chưa từng có liên hệ gì trước đó, lúc này thấy đối phương đến nói một câu như vậy thì trong lòng có chút không vui. Hắn nhìn thoáng qua Triều Viên Hạ rồi dùng giọng thản nhiên nói. Làm sao vậy, có phải là có thiết bị hư hại không? Ôi, Chủ tịch Vương, nếu như là thiết bị hư hại thì quá tốt. Căn bản là phòng văn hóa thông tin căn bản không biết làm cho phải với mệnh lệnh của khối chính quyền và thị ủy. Triều Viên Hạ không giống như nghe được những lời bất mãn của Vương Tử Quân, hắn càng cố gắng tỏ ra khổ sở. Chủ tịch Vương, anh cũng biết rồi đấy, thời sự chỉ có thể mở đầu bằng một tin tức, bây giờ cả khối chính quyền và thị ủy cùng đưa đến một bản tin, đều liên quan đến thượng cấp, anh nói xem, phòng văn hóa thông tin chúng tôi phải làm sao đây? Khối chính quyền và thị ủy cùng đưa ra một bản tin. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn cũng không mở miệng mà chờ Triều Viên Hạ tiếp tục lên tiếng. Thị ủy đưa đến tin tức bí thư Thiết tham gia hội nghị quan tâm đến công tác sau này, mà khối chính quyền thành phố lại đưa ra tin tức chủ tịch Nhâm đến kêu gọi đầu tư với nhà máy rượu Tân Nguyên. Khi đưa tin tức đến, vị đồng chí nào cũng yêu cầu phải đưa lên đầu bản tin thời sự, nhưng chỉ có một vị trí cho hai tin tức, chủ tịch Vương, anh nói xem phải làm sao bây giờ. Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình đều là thượng cấp. Điều này thật sự làm khó người ta. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đau đầu của Triều Viên Hạ, hắn khẽ nói. Trưởng phòng Triều, tôi nhớ không lầm thì chủ quản phòng văn hóa thông tin chính là phòng tuyên truyền thị ủy, nếu anh đã không thể nào cho ra quyết định, như vậy sao không tìm đến xin chỉ thị của trưởng phòng xử? Triều Viên Hạ thầm nghĩ sao anh biết tôi chưa đến xin chỉ thị của trưởng phòng xử, nếu không phải trưởng phòng xử để cho anh đến tìm tôi sao lại chạy đến đây? Lãnh đạo đều là cáo già. Thật sự đều là kẻ dối trá. Có lợi ích thì tranh nhau quản lý, đến khi không có lợi ích gì thì cãi cọ đẩy qua đẩy lại, khi gặp chuyện đắc tội với người thì giống như đánh bóng bàn, anh đánh cho tôi đánh cho anh. Tuy Triều Viên Hạ thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói, cũng không dám có chút biểu hiện khác thường. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đi gặp trưởng phòng xử, lúc này trưởng phòng xử còn đi họp ở tỉnh chưa về, gọi điện thoại thì cũng không liên lạc được. Tin tức thời sự sẽ được phát đúng giờ. Lúc này tôi không còn cách nào khác mới đến tìm anh. Triều Viên Hạ dù không nói ra khỏi miệng nhưng ý nghĩ lại quá rõ ràng, đó chính là tôi bị ép không còn biện pháp thế nên mới đến tìm Chủ tịch Vương ngài để xin chỉ thị. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, bây giờ Nhâm Sương Bình không có ở nhà, tuy hắn là người chủ trì công tác trên danh nghĩa, thế nhưng có một số việc tìm đến tận cửa cũng không thể nào quay mặt làm ngơ. Hai người Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình xung đột tin tức với nhau cũng không phải chỉ là một lần. Bây giờ Triều Viên Hạ sở dĩ cảm thấy khó khăn, chỉ sợ cũng không phải là yêu cầu của hai văn phòng thị ủy và chính quyền, chẳng qua là vì Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình sắp có sự thay đổi về vị trí. Đứng trên góc độ của Triều Viên Hạ thì tất nhiên sẽ không muốn đắc tội với Nhâm Sương Bình, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với bí thư thị ủy đang tại vị là Tiết Diệu Tiến. Vì vậy mà hắn tìm đến đây, hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra ý kiến, có thể giúp hắn xử lý sự việc. Tình huống này rõ ràng là hai bên đều không dễ đắc tội, nó càng làm cho sự việc trở nên khó giải quyết, đây không phải là lúc mà Triều Viên Hạ bày ra trò thông minh nhất cữ lưỡng tiện, Vương Tử Quân rất không thích trò này. Là cấp dưới mỗi khi gặp chuyện khó khăn thì cũng không phải chú tâm đẩy lên cho lãnh đạo. Nếu anh không thức thời, không biết cách giải nạn thì cũng đừng để cho lãnh đạo phải khó xử và rơi vào tình huống xấu hổ. Có một số việc anh phải ra tay xử lý mà không được rên lên một tiếng, vào thời điểm thích hợp. Lãnh đạo sẽ cho phép anh phạm vào chút sai lầm mà không trách móc. Anh thử nghĩ xem, nếu cấp dưới đều khôn khéo tránh né như khỉ, căn bản không bao giờ phạm sai lầm, như vậy chẳng phải trên đường sẽ kín chỗ rồi sao?
Hơn nữa nếu cấp dưới cứ cố gắng làm việc sao cho thật sự mỹ mãn, như vậy lãnh đạo sao có thể biểu hiện sự cao minh của mình. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy Triều Viên Hạ không phải là một cán bộ trưởng thành trong quan trường, rõ ràng là không quá lưu loát, không có ý nghĩ chín chắn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triều Viên Hạ. Trưởng phòng Triều, tôi tin tưởng phòng văn hóa thông tin của anh sẽ có quy củ đối với những trình tự phát tin, như vậy anh cứ dựa theo quy củ là được. Chủ tịch Vương, tôi biết dựa theo quy củ là biện pháp tốt nhất, thế nhưng tin tức về Chủ tịch Nhâm bây giờ có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Đông Bộ chúng ta. Theo những lời mà nhân viên công tác đi theo đoàn của Chủ tịch Nhâm nói, Chủ tịch đã ký hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, bọn họ đã quyết định đầu tư 30 triệu để xây dựng nhà máy ở thành phố Đông Bộ chúng ta. Triều Viên Hạ vừa nói vừa đặt một bản tin lên trên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Thành phố Đông Bộ ký kết hợp tác với nhà máy rượu Tân Nguyên. Vương Tử Quân nhìn bản tin chỉ có hơn ngàn chữ nhưng tất cả chỉ là gióng trống khua chiêng ca tụng công đức của Nhâm Xương Bình, hắn chợt nở nụ cười thản nhiên. Nhâm Xương Bình thật sự quá nhanh, mới đi một ngày đã dùng thành ý của mình để ký kết hợp tác với nhà máy rượu Tân Nguyên, đã có thể để bọn họ đầu tư vào thành phố Đông Bộ. Tin chắc bản tin này được đưa ra thì uy danh của Chủ tịch Nhâm ở thành phố Đông Bộ sẽ tăng tiến như diều gặp gió. Ý kiến của tôi là làm việc theo quy định. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy chờ mong của Triều Viên Hạ, sau đó dùng giọng từ chối cho ý kiến để nói. Chủ tịch Nhâm đã ký kết hợp tác với nhà máy rượu Tân Nguyên, vì ngày nữa nghi thức ký kết hợp đồng sẽ được cử hành ở thành phố Đông Bộ. Tin tức này vừa được phát ra chỉ mất một ngày đã giống như mọc cánh truyền đi khắp thành phố Đông Bộ. Tân Nguyên là nhà máy rượu nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Nam, bây giờ thành phố có thể ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy với bọn họ, có thể nói là gia tăng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Xây dựng một nhà máy không những có thể tăng cường thu nhập thuế, hơn nữa còn có thể xúc tiến giải quyết phương diện việc làm. Trong mắt người thường thì sự kiện nhà máy rượu Tân Nguyên quay lại đầu tư vào thành phố Đông Bộ là chuyện rất tốt, thế nhưng trong mắt đám người khôn khéo của khối chính quyền thành phố, bọn họ lại cảm nhận được thêm vài thứ khác. Người tiến cử nhà máy rượu Tân Nguyên đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ là Lý Khang Lộ, nhưng sau khi Lý Khang Lộ phát sinh vấn đề thì hạng mục trên cơ bản là thất bại. Phó Chủ tịch Thường ủy Trúc Phu Bình và Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân đến nhà máy rượu Tân Nguyên đều bị người ta lạnh nhạt phải ra về, nhưng Chủ tịch Nhâm Xương Bình vừa ra tay đã có thể thu hạng mục vào trong tay. Điều này nói rõ điều gì? Đó chính là lãnh đạo ra tay sẽ thành công vang dội hay Chủ tịch Nhâm có năng lực cao độ? Nếu như không phải là Chủ tịch Nhâm ra tay, chỉ sợ một hạng mục nằm trong danh sách trọng điểm của thành phố Đông Bộ sẽ rơi vào trong tay một thành phố khác. Lúc này càng có nhiều người nó đến hai bản văn kiện vào hai ngày trước, lại có một số người nghĩ về sâu xa về nó. Anh đã nghe nói gì chưa? Thành phố chúng ta đã ký kết với nhà máy rượu Tân Nguyên, hai ngày nữa sẽ ký kết hợp đồng chính thức, sau này chúng ta cũng không cần uống rượu Tân Nguyên đưa từ ngoài vào nữa rồi. Hi hi, anh xem ra đã kém cập nhật thông tin rồi, không phải hai ngày nữa Chủ tịch Nhâm sẽ ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, mà giữa trưa ngày mai sẽ ký kết rồi. Thật sự là không tưởng, tôi vốn cảm thấy hạng mục này sẽ thất bại, nhưng không ngờ Chủ tịch Nhâm ra tay thì cải tử hồi sinh. Lúc này thật sự làm phiền Chủ tịch Nhâm, nếu không có anh ấy thì xem như thành phố chúng ta không thể có được hạng mục này. Đúng vậy, tôi nghe nói Chủ tịch Trúc và Chủ tịch Vương đến nhà máy rượu Tân Nguyên căn bản là cưỡi ngựa xem hoa, không có thành ý hợp tác, vì thế mới bị người ta cho ra rìa. Nếu bọn họ thật sự cho ra thành ý như Chủ tịch Nhâm, chỉ sợ đã sớm được ký kết hợp đồng rồi. Các anh đừng đứng đây mà nói mò, nghe nói Chủ tịch Vương đã chờ đám lãnh đạo nhà máy rượu Tân Nguyên hai ngày trời. Một tên cán bộ công tác còn trẻ tuổi thấy đồng bạn của mình nói Chủ tịch Vương Tử Quân như vậy thì lên tiếng giải thích. Cái gì mà nói mò, không biết thì đừng nói, Chủ tịch Vương đợi hai ngày cũng là vì chưa hoàn thành được gì. Bọn họ đều là Chủ tịch thành phố Đông Bộ, đều là cán bộ lãnh đạo đại biểu cho khối chính quyền thành phố, vì sao Chủ tịch Nhâm có thể ký kết được hợp đồng. Điều này không phải nói rõ năng lực công tác của Chủ tịch Vương căn bản không bằng Chủ tịch Nhâm sao? Được rồi, chúng ta cũng không nên ngồi đây nói mò, chú ý tai vách mạch rừng, nếu bị lãnh đạo nghe được thì sẽ không hay. Một cán bộ có tư cách trong văn phòng lên tiếng thì những âm thanh nghị luận không tiếp tục vang lên, nhưng dù là như vậy cũng có không ít người to nhỏ thảo luận về vấn đề này. Chủ tịch Tử Quân, anh có nghe nói gì không? Đã có người nói hai chúng ta công tác thiếu trách nhiệm. Thiếu chút nữa đã ném một hạng mục trọng điểm của nhà máy rượu Tân Nguyên ra khỏi thành phố Đông Bộ. Trúc Phu Bình tuy vẫn nở nụ cười cực kỳ nghiêm túc nhưng tâm tình lại không tốt.
Ngược lại thì tâm tình của Vương Tử Quân là rất tốt, sau khi rót trà cho Trúc Phu Bình thì hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Trúc, có nhiều chuyện người ta thích nói gì thì nói, chúng ta cũng không cản được. Nước miếng cũng không thể nào giết chết người, bọn họ muốn nói thế nào thì nói. Trúc Phu Bình nhìn bộ dạng tiêu sai của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ, anh có lẽ không biết lợi hại của chiêu lạt mềm buộc chặt này. Tuy hắn thật sự rất sốt ruột với biểu hiện không cho là đúng của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại lên tiếng. Chủ tịch Tử Quân, chuyện này chẳng lẽ anh còn chưa nhìn ra sao? Đó là bọn họ cho rằng chúng ta vô năng, chỉ phụ trợ người ta mà thôi, căn bản khó thể nào tự thành công. Đúng rồi, tôi còn nghe nói nghi thức ký kết lần này không những có lãnh đạo thành phố tham gia, còn có cả lãnh đạo tỉnh. Sao, lãnh đạo tỉnh cũng đến à? Vương Tử Quân khẽ híp mắt lặp lại lời nói của Trúc Phu Bình. Đúng vậy, xem ra lần này hai người chúng ta thật sự mất mặt lớn rồi. Trúc Phu Bình hừ lạnh một tiếng, lời nói có chút không cam lòng. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì cửa bị gõ vang, hắn nói một câu mời vào, Triệu Quốc Lương khẽ mở cửa đi vào. Chủ tịch Vương, chủ tịch Nhâm đã quay về, văn phòng khối chính quyền cho ra thông báo, nói 2 giờ chiều nay sẽ tổ chức hội nghị thường vụ khối chính quyền. Sẽ nghiên cứu vấn đề tiếp đãi với nhà máy rượu Tân Nguyên. Vấn đề tiếp đãi thế nào, chẳng lẽ Nhâm Sương Bình còn muốn giở trò gì nữa sao? Trúc Phu Bình chờ Triệu Quốc Lương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì không nhịn được dùng giọng mỉa mai nói. Vương Tử Quân cười cười mà không tiếp lời, hắn còn thật sự hy vọng Nhâm Sương Bình bày ra tư thế thật lớn. Khi Trúc Phu Bình đang nói chuyện với Vương Tử Quân, trong một gian phòng xa hoa ở khách sạn Đông Bộ, Nhâm Sương Bình đang cung kính nhìn Đồng Quốc Khánh ngồi ở bên cạnh. Đồng Quốc Khánh đang gọi điện thoại, lúc này hắn thật sự không còn bộ dạng khí khái như khi tổ chức họp ở thành phố Đông Bộ, lời nói của hắn tràn đầy cung kính. Nhưng sự cung kính của Đồng Quốc Khánh rơi vào trong mắt Nhâm Sương Bình lại tràn đầy hâm mộ. Nhâm Sương Bình biết rõ Đồng Quốc Khánh đang gọi điện thoại cho ai, vì thế nên tỏ ra rất hâm mộ. Nếu cuộc điện thoại kia rơi lên người hắn, chỉ sợ biểu hiện của hắn còn vượt qua cả Đồng Quốc Khánh. Khi Đồng Quốc Khánh cúp điện thoại thì nụ cười dần thu lại, nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại căn bản không thể rút đi. Hắn ngồi xuống ghế của mình rồi cười nói. Chủ tịch Nhâm, lãnh đạo đã đồng ý sáng mai đến tham gia nghi thức ký kết, thế cho nên anh phải nắm chắc cơ hội lần này. Cảm ơn trưởng phòng Đồng đã quan tâm, Nhâm Sương Bình tôi sẽ tuyệt đối không làm cho trưởng phòng Đồng thất vọng. Nhâm Sương Bình đồng ý một tiếng, dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh khoát tay áo cười nói. Tôi cũng không làm gì ở phương diện này, tổ chức rất nắm chắc thái độ công tác của anh, cho nên anh phải cảm tạ chính mình thì hay hơn. Nhâm Sương Bình biết rõ Đồng Quốc Khánh càng tỏ ra khiêm tốn, hắn càng phải biểu hiện cảm giác chân thành với lãnh đạo. Dù sao thì mình muốn tiến lên vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ cũng cần phải có sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng của Đồng Quốc Khánh. Trưởng phòng Đồng, nếu ngài không chào hỏi sớm thì giám đốc Cát cũng sẽ không khách khí với tôi như vậy. Nếu không có ngài ra mặt, căn bản hạng mục của nhà máy rượu Tân Nguyên sẽ không rơi vào tay của thành phố Đông Bộ. Nếu nói thành phố Đông Bộ chúng tôi có nhiều điều kiện tốt, những thành phố khác cũng cho ra điều kiện tương tự, thậm chí là nhiều hơn, thế cho nên Nhâm Sương Bình tôi hiểu rất rõ sự kiện này. Nhâm Sương Bình nói trắng ra như vậy làm Đồng Quốc Khánh cảm thấy không nên, nhưng dù là như thế thì hắn lại cảm thấy rất vui sướng. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ở đề tài này mà nói. Chủ tịch Sương Bình, bây giờ thừa dịp ngọn gió đông của nhà máy rượu Tân Nguyên, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là anh nên nâng cao quyền uy của mình ở khối chính quyền thành phố, như vậy cũng tốt để người khác biết rõ vị trí của mình. Vâng, trưởng phòng Đồng, tôi hiểu điều này. Sau khi ký kết hợp đồng vào ngày mai, tôi tin chắc những người khác sẽ tìm đúng vị trí của mình. Nhâm Sương Bình nói đến điều này thì hai mắt híp lại, hắn tin dù hai bên không nói rõ ràng, thế nhưng hắn và đối phương Đồng vẫn hiểu lẫn nhau. Chương 480, tôi ngồi kiệu, anh đến khiêng. Đối với chuyện này thì Nhâm Sương Bình và Đồng Quốc Khánh thật sự sinh ra cảm giác rất tốt. Nếu không phải Đồng Quốc Khánh ném cho Nhâm Sương Bình một cơ hội, chỉ sợ Nhâm Sương Bình sẽ không thể nào tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay với Vương Tử Quân. Bây giờ cơ hội đã đến, hắn tin chắc sau khi nghi lễ ký kết hoàn thành, đám cỏ không rể mọc nơi đầu tường sẽ biết nên dựa về phía nào. Vậy thì quá tốt, tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Đồng Quốc Khánh cười cười đứng lên khỏi ghế nói. Sau khi kết thúc nghi lễ ký kết hợp đồng, cũng không nên sắp xếp quá nhiều hoạt động, sau khi lãnh đạo cất bước thì nhóm các trường binh cũng sẽ phải đi. Trưởng phòng Đồng,
tôi cảm thấy mình và giám đốc Cát vừa gặp đã thân quen, bây giờ hai bên lại hợp tác vui vẻ, nếu như sắp xếp không được sống động, có phải làm người ta phật lòng rồi không? Nhâm Sương Bình nói ra những lời này cũng không phải là khách sáo, hắn thật lòng muốn kéo giám đốc Cát ở lại rong chơi trong thành phố Đông Bộ. Tất nhiên dù thế nào thì hắn cũng có tư tâm, chính là lôi kéo vị lãnh đạo của một ngành sản xuất rượu đứng đầu tỉnh Sơn Nam, nhìn từ góc độ nào cũng có tác dụng tuyên truyền cho hắn. Hắn kéo được một vị giám đốc xí nghiệp cực kỳ kiêu ngạo như vậy về thành phố Đông Bộ đầu tư xây dựng nhà máy, điều này đã chứng minh năng lực của hắn là thật sự quá mạnh mẽ. Đồng Quốc Khánh có hơi nhíu mày, lúc này mới nói. Chủ tịch Nhâm, anh cứ theo đó mà làm. Vốn tôi cũng muốn mời giám đốc Cát đến thành phố Đông Bộ rong chơi một chút, nhưng bây giờ nhà máy rượu Tân Nguyên thật sự rất bận rộn, cũng đang có chút khó khăn, cũng không có thời gian. Sao lại như vậy? Nhà máy rượu Tân Nguyên là xí nghiệp sản xuất rượu mạnh nhất tỉnh Sơn Nam, tôi nghe nói lợi nhuận năm ngoái của bọn họ vượt qua con số 100 triệu, một xí nghiệp như vậy thì có khó khăn gì? Vì muốn hợp tác vui vẻ và lâu bền với nhà máy rượu Tân Nguyên, cũng muốn biến hai bên thành bạn bè tri kỷ, thế cho nên Nhâm Sương Bình đã tìm hiểu rất nhiều về tình huống của nhà máy rượu Tân Nguyên. Lúc này hắn nghe thấy Đồng Quốc Khánh nói nhà máy rượu Tân Nguyên gặp khó khăn, thế là hắn nở nụ cười không quá tin tưởng. Chủ tịch Nhâm đã nói về tình huống trước kia, vấn đề này chỉ mới phát sinh trong thời gian 2 tuần gần đây. Đồng Quốc Khánh cầm ly trà nhấp một ngụm. Chủ tịch Sương Bình, anh có nghe nói về nhà máy rượu Hồng La Xuân chưa? Hồng La Xuân, có nghe nói qua, 2 ngày trước gặp mặt vài người bạn trong tỉnh đã uống rượu Hồng La Xuân, bây giờ đài truyền hình đầy chương trình quảng cáo rượu Hồng La Xuân, cũng có không ít người chuyển sang uống Hồng La Xuân, thậm chí mời khách mà không có Hồng La Xuân thì bị xem là không đủ thành ý. Nhâm Sương Bình thật sự không xa lạ gì rượu Hồng La Xuân, những ngày này ngoài lúc uống rượu ở nhà máy rượu Tân Nguyên, phần lớn những bàn tiệc khác đều có rượu Hồng La Xuân, và chính hắn là người thường uống loại rượu này. Nhâm Sương Bình dù sao cũng không phải là người bình thường, hắn vừa nói dứt lời thì đã hiểu ý của Đồng Quốc Khánh. Trưởng phòng Đồng, anh nói bây giờ nhà máy rượu Tân Nguyên đang chịu sức ép từ nhà máy rượu Hồng La Xuân. Cũng không phải, tuy 2 ngày qua tôi chưa gặp anh Cát, thế nhưng chỉ căn cứ vào những lời nói trong điện thoại thì thấy sức ép lên người anh ấy là rất lớn. Hương vị của Hồng La Xuân cũng không quá ngon so với Tân Nguyên, thế nhưng quảng cáo trên TV lại giống như thổi một luồng gió cực mạnh, làm cho tất cả mọi người tranh nhau đi uống rượu Hồng La Xuân. Đồng Quốc Khánh nhíu mày, sau đó dùng giọng bất đắc dĩ nói. Cũng không biết là ai cho ra một phương án như vậy với rượu Hồng La Xuân, chỉ vài ngày mà công ty này đã nổi tiếng cả nước. Ngày hôm qua một người bạn ở ngoài tỉnh còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, nói tôi hỗ trợ mua vài chai Hồng La Xuân. Con người là như vậy, thường bị tâm lý quấy phá, chỉ cần có thứ gì lưu hành là sẽ không quá quan tâm mà ùa nhau ra mua như ong vỡ tổ. Nhâm Sương Bình thấy Đồng Quốc Khánh cảm khái thì cũng nói vài câu cảm khái phụ họa. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải chuyên gia ở lĩnh vực rượu, sau khi nói vài câu cảm khái thì chuyển chủ đề sang phương diện ký kết với nhà máy rượu Tân Nguyên. Trưởng phòng Đồng. Chiều nay khối chính quyền chúng tôi sẽ mở hội nghị thường vụ, không biết ngài có thời gian tham gia không? Nhâm Sương Bình xoa xoa bàn tay, hắn dùng giọng đầy vui vẻ nói với Đồng Quốc Khánh. Ha ha ha, chủ tịch Nhâm, tôi thật sự không có thời gian tham gia hội nghị như vậy. Anh đấy, muốn họp thì cứ tự mình đi, cũng không cần kéo tôi đến làm gì. Đồng Quốc Khánh hiểu ý của Nhâm Sương Bình, hắn khẽ khoát tay chặn lại, tỏ ý bảo mình không có thời gian. Nhâm Sương Bình ngồi trong phòng họp, hắn đưa mắt nhìn khắp 4 phía, trong lòng tràn đầy tự tin. Lúc này hắn cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình, hội nghị hôm nay sẽ tạo ra bệ phóng cho mình ở thành phố Đông Bộ. Các đồng chí, hôm nay tôi mở hội nghị văn phòng chủ tịch, chủ yếu là nghiên cứu chuyện ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên. Đối với sự kiện ký kết lần này thì tỉnh ủy đã cho ra đánh giá cao độ với thành phố Đông Bộ, đồng thời thường ủy tỉnh ủy. Trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang cũng sẽ xuất hiện trong nghi thức lần này. Thế cho nên mới cần chúng ta cho ra nhiều công phu, cần phải làm sao cho các nghi thức là tốt nhất. Nhâm Sương Bình nói rồi ánh mắt rơi lên người của Vương Tử Quân. Tuy ký kết hợp đồng chỉ là hình thức nhưng nó cũng là bệ phóng, chúng ta cần nhờ vào bệ phóng này để biểu hiện rõ sự coi trọng của khối chính quyền thành phố Đông Bộ chúng ta với nhà máy rượu Tân Nguyên. Vì thế mà khối chính quyền thành phố chúng ta có thể biểu hiện được sự quyết tâm cao độ trong công tác giúp đỡ xí nghiệp đến đầu tư phát triển và thúc đẩy địa phương phát triển kinh tế. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Nhâm, hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên thật sự là một lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta.
Chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy trên phương diện tiếp đãi nhà máy rượu Tân Nguyên không nên đi theo con đường cũ, chúng ta phải đề cao quy cách, dùng biểu hiện của chúng ta để khẳng định sự coi trọng đối với công tác phát triển kinh tế. Nữ phó chủ tịch Triệu Thúy Bình chờ Nhâm Sương Bình nói xong thì mở miệng theo sát phía sau. Chúng ta sẽ tiếp đãi thế nào? Trúc Phu Bình và Triệu Thúy Bình thật sự là kẻ sướng người họa, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Tiếp đãi siêu quy cách cũng là bình thường mà thôi. Giám đốc Cát chính là thường ủy mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam, thế cho nên chúng ta cần áp dụng quy cách tiếp đãi với cán bộ cấp phó bộ để tiếp đón đoàn người giám đốc Cát. Triệu Thúy Bình rõ ràng đã có chuẩn bị với vấn đề này, nàng trực tiếp nói ra ý kiến của mình không chút do dự. Tiếp đãi với cấp bậc cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ, chủ tịch Triệu, chị nói như vậy giống như quá mức rồi. Lưu Nham Phú đặt ly trà lên bàn rồi trầm giọng nói. Tôi cảm thấy nó tuyệt đối có thể được thông qua, chủ tịch Lưu, phát triển kinh tế chính là kéo những người có khả năng ra cống hiến, như vậy chúng ta phải tiếp đãi không theo quy cách mới tốt. Giám đốc Cát đại biểu cho nhà máy rượu Tân Nguyên, bọn họ xây dựng nhà máy ở thành phố chúng ta, đó là hành vi xúc tiến phát triển kinh tế của thành phố. Như vậy chúng ta cần đối đãi đặc thù, vì sao lại không biểu hiện sự nhiệt tình và thành ý của mình. Chúng ta tiếp đãi quy cách cao cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Như vậy sẽ làm sáng ngời danh tiếng giúp đỡ phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Nhâm Sương Bình khẽ vỗ bàn rồi dùng giọng giống như quyết định nói. Chuyện quy cách tiếp đãi xem như đã được xác định, nếu lãnh đạo tuyến trên có truy cứu, tôi sẽ phụ trách. Nhâm Sương Bình lúc này biểu hiện quyền uy của mình một cách cực kỳ hăng hái, sau khi cho ra quyết định thì hắn cảm thấy toàn thân nhẹ đi vài phần, thật sự bay bổng. Hắn ngồi nhìn Vương Tử Quân đang không nói một lời cách đó không xa. Một cảm giác thắng lợi bùng nổ trong óc, cảm giác này thật sự quá sướng. Vương Tử Quân không nói lời nào, đó là vì không có gì để nói. Từ khi hạng mục rơi vào trong tay của Nhâm Sương Bình, quá trình đi đến nhà máy rượu Tân Nguyên của Vương Tử Quân lại càng biểu hiện cực kỳ bết bát, bây giờ làm gì còn thể diện nói chuyện. Làm gì còn tư cách để khoa tay múa chân. Anh không nói thì tôi sẽ ép phải nói. Nhâm Sương Bình thầm hạ quyết tâm, hắn liếc xéo Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương. Tôi thấy anh nên là người toàn quyền phụ trách phương diện tiếp đãi trong nghi thức ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên lần này. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe những lời bàn luận cao độ của Nhâm Sương Bình, trong lòng đã thầm có tính toán, đồng thời cũng chỉ cười lạnh với biểu hiện của Nhâm Sương Bình. Lúc này nghe thấy Nhâm Sương Bình yêu cầu mình làm người phụ trách tiếp đãi, hắn sao không hiểu ý nghĩ của đối phương ở sự việc này. Đó chính là Nhâm Sương Bình muốn ngồi kiệu nhưng lại yêu cầu mình phải cúi người xuống khiêng. Trong mắt mọi người thì Vương Tử Quân và Trúc Phu Bình căn bản là hai vị phó chủ tịch thất bại nặng nề. Dù sao thì hắn và phó chủ tịch Trúc cũng xem như thất bại mà quay về trong lúc kéo hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên, rất nhiều người thấy nếu không phải là chủ tịch Nhâm tự mình lên ngựa, tiến lên ngăn cơn sóng dữ, lại thay đổi càn khôn vào giai đoạn mấu chốt, chỉ sợ hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên đã sớm rơi vào trong tay người khác. Vương Tử Quân đã thầm có tính toán, hắn nhìn những ánh mắt chuyển lên người mình. Sau đó nở nụ cười cởi mở nói. Mong chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhâm Sương Bình thật sự cảm thấy thất vọng vì những biểu hiện của Vương Tử Quân vào lúc này. Trong sự kỳ vọng của hắn, Vương Tử Quân tốt nhất phải tức giận từ chối chuyện này. Anh đã không hoàn thành công tác, người ta làm rất tốt, bây giờ anh không biết khắc sâu nhận thức còn nổi giận, như vậy thì còn ra gì, là không phóng khoáng, là không có bản lĩnh. Rõ ràng là chính mình đố kỵ người tài. Cũng vì như thế mà Nhâm Sương Bình có thể tìm được lý do để đả kích hy vọng của Vương Tử Quân trong thành phố Đông Bộ. Không ngờ Vương Tử Quân này lại ra bài không giống như thông thường. Nhâm Sương Bình nhìn bộ dạng thoải mái tiếp nhận nhiệm vụ của Vương Tử Quân, hắn vừa thất vọng vừa có thêm một cảm giác chờ mong nóng bỏng, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy trong lòng bừng bừng lửa nóng, cực kỳ hưng phấn. Đây là cảm giác hưng phấn khi gặp được đối thủ, không phải Vương Tử Quân anh là người cực kỳ ẩn nhẫn sao? Tôi xem anh có thể chịu được đến khi nào, sau quá trình tiếp đãi, tôi còn nhiều thứ phiền toái đang chờ anh. Tốt, cứ quyết định như vậy. Sau khi tan họp anh để cho văn phòng cho ra bản kế hoạch tiếp đãi, tôi sẽ báo cáo với thị ủy và trưởng phòng đồng. Nhâm Sương Bình mỉm cười gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng phân phó. Vâng, Vương Tử Quân căn bản không chút do dự, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát để nhận nhiệm vụ của Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình nhìn bộ dạng cực kỳ bình tĩnh của Vương Tử Quân mà thầm cười lạnh, nhưng lúc này hắn cũng không thể đặt tất cả tâm tư lên người Vương Tử Quân, hắn còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Thế là hắn lên tiếng với các vị phó chủ tịch. Các vị,
vì muốn làm tốt công tác lần này, vì vậy vài ngày tới mong các vị vất vả hơn một chút. Tôi không hy vọng vào lúc ký kết hợp đồng sẽ xuất hiện bất kỳ điều gì xảy ra. Đồng thời tôi cũng cường điệu một chút, nếu để xảy ra vấn đề, căn cứ vào nguyên tắc vấn đề của ai thì người đó chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi nói lời tục tiễu trước, các vị hãy đề cao tinh thần, trông nom tốt người của mình, giữ chặt cửa nhà mình, vào thời điểm mấu chốt đừng để kẻ nào gây loạn, nếu không sẽ biết tay tôi. Vẻ mặt Nhâm Xương Bình biến đổi rất nhanh, vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân, chỉ sau nháy mắt đã biến thành giá rét như ngày đông. Cặp mắt như chim ưng của hắn giống như biến thành dao cạo xương, quét qua mặt các vị phó chủ tịch một lượt. Vương Tử Quân thấy ánh mắt Nhâm Xương Bình dừng lại trên người mình khá lâu, nhưng hắn lại căn bản không có ý muốn lảng tránh ánh mắt của đối phương, hắn nghênh đón và cười nói. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, vì sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, tôi nói lời giúp đỡ ý kiến của chủ tịch Nhâm, cũng lên tiếng sẽ đảm bảo hoàn thành tốt công tác lần này. Nhâm Xương Bình cố gắng bày ra bầu không khí áp chế, thế nhưng tất cả nhanh chóng tan vỡ dưới tiếng cười nói của Vương Tử Quân. Tôi cũng đảm bảo sẽ hoàn thành tốt công tác của mình, nhưng ngày chủ tịch Nhâm, chúng ta nói thì rất hay, nếu như không đủ tiền thì anh cũng đừng nên đến gây phiền cho tôi. Tuy tôi chủ quản khối tài chính thuế vụ nhưng lại thật sự rất nghèo, trong tài khoản còn lại bao nhiêu thì tôi cũng chưa chắc biết được. Lưu Nham Phú cười hì hì nói với Nhâm Xương Bình. Nhâm Xương Bình khẽ cắn răng, lúc này tuy hắn hận không thể vã vào mặt Lưu Nham Phú vài cái cho hả giận, thế nhưng lúc này hắn đứng trước mặt bao người cũng chỉ có thể áp chế cơn giận mà thôi. Lưu Nham Phú tuy nói mang theo vài phần đắc ý nhưng lại không chút vấn đề, vì vậy mà Nhâm Xương Bình căn bản là không làm gì được. Bây giờ điều hắn muốn làm chính là phải kết thúc nghi thức làm sao cho thật đẹp, để cho lãnh đạo tỉnh ủy thấy được năng lực công tác của hắn. Sau khi nghiên cứu chi tiết tiếp đãi thì hội nghị thường vụ khối chính quyền đã kết thúc mỹ mãn, Nhâm Xương Bình là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp, bước tiến của hắn rất rộng, đi lại bừng bừng khí khái. Chủ tịch Vương, 2 giờ sau đưa phương án tiếp đã đến phòng làm việc của tôi. Nhâm Xương Bình đang đi chợt dừng lại nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân và Lưu Nham Phú đi ở phía sau rồi trầm giọng nói. Được, Chủ tịch Nhâm, tôi sẽ nhanh chóng đưa sang cho anh. Vương Tử Quân cười tủm tỉm nhìn Nhâm Xương Bình rồi thản nhiên nói. Tốt, tôi chờ anh. Nhâm Xương Bình khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa, hắn quay đầu đi về phía phòng họp của mình. Khi khối chính quyền thành phố tổ chức bọn bàn xong xuôi thì sự việc nhà máy rượu Tân Nguyên đến ký kết hợp đồng đã trở thành một trọng điểm công tác của thành phố Đông Bộ, không những các đơn vị ban ngành triển khai mở rộng phạm vi hoạt động, cũng tiến hành đảm bảo trật tự trị an, cả thành phố Đông Bộ nhanh chóng tiến vào tình thế trên dưới đều bận rộn tiếp đãi. Trong số những đơn vị đang bận việc, có lẽ bận rộn nhất là công ty môi trường, con đường một ngày quét 4 lần đã quá đáng lắm rồi, bây giờ đẩy lên thành 6 lần. Tất cả nhân viên công tác đều không được nghỉ mà chạy hết cả ra dọn dẹp vệ sinh, hầu như xe rác chạy đi chạy lại khắp giờ giấc, hành vi tiếp đón của Nhâm Xương Bình có thể nói là cực kỳ có lợi cho sự thúc đẩy kinh tế thành phố, thế nhưng đối với đám công nhân vệ sinh thì thật sự quá khốn nạn, thế cho nên không ít người mở miệng mắng xối xả. Dù có là thế nào, có mắng mỏ ra sao thì thời gian vẫn luôn trôi đi. Dưới tình huống có rất nhiều người ở thành phố Đông Bộ đang kỳ vọng và lo lắng. Cuối cùng cũng đến lúc ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, đến thời điểm này làm cho mọi người phải thở dài một hơi. Hai bên ký kết hợp đồng sẽ làm cho nhân viên liên quan sinh ra cảm giác như được giải phóng. Sau khi đám người của nhà máy rượu Tân Nguyên rời khỏi thành phố Đông Bộ, tất cả sẽ xong, không còn ai bận rộn tối mắt nữa. Sáng sớm hôm nay Nhâm Xương Bình đi đến phòng làm việc với một bộ tây trang màu đen, cà vạt màu đỏ càng làm cho hắn tăng thêm phần uy nghiêm và chút cảm giác vui sướng. Mái tóc bóng mượt được chải 3-7 trên đầu, giày da bóng loáng có thể soi bóng người. Nhóm giám đốc Cát đến đâu rồi? Nhâm Xương Bình nhìn thoáng qua Thái Nguyên Thương đứng ở bên cạnh rồi trầm giọng hỏi. Sau sự kiện cho ra hai văn kiện trước đó, mối quan hệ giữa Thái Nguyên Thương và Nhâm Xương Bình ngày càng được kéo gần. Lúc này Thái Nguyên Thương đã nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Nhâm Xương Bình, dù là Nhâm Xương Bình đi đến đâu cũng đưa Thái Nguyên Thương đi theo, thậm chí còn thân cận hơn cả thư ký Tiểu Hà. Sự kiện này xảy ra càng làm cho Thái Nguyên Thương cực kỳ hưng phấn, tuy hắn còn chưa xác định mình sẽ là thư ký trưởng, thế nhưng đã nhiều người coi là như vậy. Những ngày qua có không ít người đến liên lạc cảm tình với hắn, sáng sớm đã có người chờ sẵn ngoài cửa, vì bọn họ muốn tăng ấn tượng với thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền. Thái Nguyên Thương tuy rất đắc ý nhưng lại biết rõ mình có được ngày hôm nay là nhờ ai, vì vậy khi phục vụ Nhâm Xương Bình thì hắn luôn cố gắng hết sức. Hơn nữa hắn còn cố gắng cân não.
mới ngày hôm nay đã nghĩ đến tình huống hôm sau làm gì. Tuy đó chỉ là suy đoán, thế nhưng căn cứ vào hành vi trước sau như một của Nhâm Sương Bình, hắn suy đoán cho ra tỷ lệ chính xác rất cao. Vì vậy mà chỉ cần chủ tịch Nhâm có động tĩnh là hắn có thể xuất hiện ngay lập tức. Trong ý nghĩ của hắn thì mình sẽ là một quân lính trong tay lãnh đạo, chỉ cần lãnh đạo muốn là sẽ có để sử dụng, hắn phải biểu hiện mình là một nhân tài, phải để cho lãnh đạo biến từ chuẩn thư ký trưởng thành thư ký trưởng mà thôi. Thái Nguyên Thương cực kỳ chú ý đến hành trình của nhóm người Cát Trường Binh, hầu như cứ sau 5 phút sẽ nhắn tin cho thư ký của giám đốc Cát, lúc này nghe thấy Nhâm Sương Bình hỏi thì vội vàng nói. Chủ tịch Nhâm, giám đốc Cát đang đi qua huyện Lưỡng Kiều, nửa giờ sau sẽ rời khỏi đường cao tốc. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu, hắn rất thỏa mãn với câu trả lời của Thái Nguyên Thương. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian khích lệ Thái Nguyên Thương, hắn chỉ khẽ gật đầu và nói với thư ký ở phía sau. Đi gọi chủ tịch Vương, nói đã đến thời điểm, để anh ấy nắm chặt thời gian thông báo cho các vị thường ủy và phó chủ tịch thành phố đến đường cao tốc đón giám đốc Cát. Thư ký lên tiếng rồi bấm điện thoại, khi thư ký của Nhâm Sương Bình gọi điện thoại thì Vương Tử Quân lại đang nghe điện thoại. Khi nào các anh đến? Vương Tử Quân cầm điện thoại và tươi cười hỏi người đầu dây bên kia. Sẽ đến ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Tần Thọ Sinh. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, Tần Thọ Sinh này sẽ tuyệt đối không làm trễ nãi chuyện của anh. Không cần phải chạy quá nhanh, an toàn là trên hết. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó khẽ phân phó với Tần Thọ Sinh. Cảm ơn Chủ tịch Vương quan tâm, tôi biết phải làm sao. Tần Thọ Sinh nói hai câu đảm bảo với Vương Tử Quân, sau đó cúp điện thoại. Lúc này hắn đang ngồi trong một chiếc Mercedes-Benz mới cứng, chủ nhiệm văn phòng công ty Hạ Kiến Nhân đang ngồi bên cạnh cười tươi hớn hở nhìn hắn. Chủ nhiệm Hạ, đã làm tốt công tác với đám người phía sau chưa? Tần Thọ Sinh dù rất yên tâm với Hạ Kiến Nhân, thế nhưng lúc này sự việc rất quan trọng, hắn cũng không nhịn được phải hỏi. Giám đốc Tần cứ yên tâm, cũng đã nói rõ tất cả rồi, đám phóng viên kia đều là những kẻ thấy tiền sáng mắt, chỉ cần cung cấp thêm cho mỗi người 5 thùng rượu Hồng La Xuân. Hi hi, sẽ thu phục được cả bọn. Hôm nay trước đi khi đến đã có người vỗ ngực đảm bảo với chúng ta, sẽ nhất định đưa bản tin hôm nay lên trang đầu. Hạ Kiến Nhân vỗ mạnh lên ngực của mình rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói với Tần Thọ Sinh. À, vậy thì tốt, chủ nhiệm Hạ, lát nữa anh thông báo với bọn họ, tuyệt đối không được cho ra sơ suất. Tôi biết rõ năng lực làm việc của anh, nhưng tôi vẫn phải dặn dò anh một câu, dù sao lần này chúng ta cũng đang làm việc ho chủ tịch Vương. Không thể phát sinh vấn đề, anh hiểu chứ? Tần Thọ Sinh dùng tay sờ lên đầu không được nhiều tóc của mình, hắn nói tiếp. Nếu không có Chủ tịch Vương thì sẽ không có nhà máy rượu Hồng La Xuân hôm nay, bây giờ Chủ tịch Vương cần nhà máy chúng ta giữ thể diện cho anh ấy. Chúng ta phải biết phát lực vào đúng thời điểm, nếu không tôi cũng không biết đặt mặt đi đâu cho phải. Hạ Kiến Nhân dù thế nào cũng không ngờ Tần Thọ Sinh sẽ nói ra những lời như vậy, tuy hắn cũng rất coi trọng sự việc hôm nay. Thế nhưng cũng không ngờ Tần Thọ Sinh lại coi trọng đến mức như vậy. Nếu Tần Thọ Sinh mà mất mặt, chỉ sợ vị trí chủ nhiệm văn phòng của Hạ Kiến Nhân cũng tan biến. Hạ Kiến Nhân vốn đang cực kỳ tự tin lại phải cho ra quyết định mới, đó là lát nữa sẽ phải tập hợp đám phóng viên để làm tốt công tác thông báo, nếu cần thiết thì ném ra chút lợi ích nữa cũng được. Chương 481, Sở Vương thích eo nhỏ, nhiều cung nữ nhịn ăn chết đói. Chuyện liên quan đến Chủ tịch Vương thì đều phải xem là cực kỳ quan trọng, Hạ Kiến Nhân nghĩ như vậy mà không khỏi khắc ghi nó vào thật sâu trong đầu mình. Từng chiếc xe chạy trên đường cao tốc, lúc này xe chạy về phía thành phố Đông Bộ cũng không phải chỉ có nhóm Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh, còn có một chiếc xe làm cho nhân viên công tác cực kỳ quan tâm. Chiếc xe này nhìn qua chỉ là Audi bình thường nhưng biển số lại làm cho đám quan viên dù lớn hay nhỏ cũng phải bày ra trận thế nhưng gặp kẻ địch hùng mạnh. Đây chí là thường ủy tỉnh ủy. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang, dù người này xuất hiện ở địa phương nào, chỉ cần dậm chân xuống cũng làm cho cả vùng rung chuyển. Tiên Vi, chúng ta sắp đến thành phố Đông Bộ rồi phải không? Hứa Tiền Giang ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Audi, hai mắt hơi khép lại, trong xe vang lên những điệu dân ca đặc trưng của tỉnh Sơn Nam. Khi thời đại phát triển thì không gian thưởng thức kinh kịch ngày càng nhỏ, trong xe các vị lãnh đạo vào lúc này thường là nhạc nhẹ hoặc các ca khúc đang được yêu thích. Cao nhã hơn một chút sẽ là các ca khúc quốc tế. Nhưng trong xe của Hứa Tiền Giang chủ yếu là băng đĩa kinh kịch bản địa tỉnh Sơn Nam, mỗi lần trưởng phòng Hứa lên xe thì lái xe sẽ khôn khéo bỏ vào một đĩa kinh kịch. Trưởng phòng Hứa ngồi hàng ghế phía sau,
Lúc này lão giống như cá về biển rộng chim bay về rừng, ánh mắt tươi đẹp, cảm giác khó nói nên lời, có thể là thích ý đến tận xương tủy, chỉ cần nhắm mắt cũng thấy không gian tươi đẹp chung quanh. Quách Tiên Vi tuy không quá thích kinh kịch nhưng cũng không bài xích. Nhưng vì Hứa Tiền Giang thích kinh kịch, cũng không biết đại đa số cán bộ trong phòng tổ chức không biết từ khi nào lại rộ lên phong trào kinh kịch, ai cũng muốn sướng vài ba câu. Thế cho nên cứ đến mỗi dịp Tết nhất, mỗi lần tổ chức tiệc liên hoan thì sẽ có kèm theo một vài vở kinh kịch, hơn 10 người một tiết mục. Nghe nói có một bữa tiệc liên hoan cuối năm của phòng tổ chức tỉnh ủy được tổ chức ở khách sạn 5 sao, trưởng phòng Hứa đến tham gia, lần đầu tiên trưởng phòng ngồi từ đầu đến cuối bữa tiệc. Lúc đó có chương trình ca nhạc góp vui, một tên cán bộ thanh niên lên hát kinh kịch, biểu hiện cực kỳ giống, nào là múa máy, uốn éo đầu, miệng nhếch lên, ánh mắt phỉnh lên, tay làm thành liên hoa chỉ. Thật sự rất buồn cười. Thế nhưng Hứa Tiền Giang bên dưới lại cười ha hả, liên tục bình luận, khen tên kia thật sự tài tình, không đơn giản. Khi đó lại có người lớn tiếng nói. Mọi người không biết đấy thôi, trưởng phòng Hứa hát rất hay, chúng ta bây giờ có nên mời trưởng phòng lên hát một đoạn không nhỉ? Tất cả mọi người chợt ồn ào, thế là Hứa Tiền Giang lên đài dưới tiếng vỗ tay của mọi người. Lão cười tủm tỉm ôm quyền với cán bộ bên dưới, sau đó nói vào trong micro. Cũng đừng để một mình tôi hát. Còn có ai biết hát kinh kịch không? Chúng ta cùng hát cho vui. Dưới đài có người ồn ào theo. Đúng vậy, cùng hát mới vui, đến trích đoạn vợ chồng cùng quản gia còn có thể trợ hứng. Thế là cô gái duy nhất còn chưa kết hôn trong phòng tổ chức là Tiếu Y Y chợt xung phong đứng lên nhận việc, nàng nói. Trưởng phòng, tôi với ngài cùng hát trích đoạn Thu Khương Duy nhé. Trưởng phòng Hứa Tiền Giang khẽ vuốt râu nở nụ cười, tỏ ý có thể hát thử một đoạn. Sau khi hai bên hát hết một trích đoạn, trưởng phòng Hứa vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cô gái đã đổ cả mồ hôi trán. Hai người hát xong thì bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, đoạn vừa rồi có tiết tấu khá nhanh, câu chữ cũng không nên hát quá rõ ràng, nếu không có kiến thức cơ bản thì không được. Hứa Tiền Giang cũng có chút kinh ngạc, lão nhìn thoáng qua cô gái Tiếu Y Y, chợt thấy cô gái cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy tán thưởng, thế là cả hai cùng cười. Sau sự kiện bữa tiệc liên hoan cuối năm, đầu năm đi làm thì Tiếu Y Y được chuyển từ phòng đánh máy sang phân phát báo chí, dù mỗi lần Tiếu Y Y đi vào phòng làm việc của trưởng phòng phát báo xong và đi ra ngay nhưng cũng không khỏi làm cho người ta đỏ mắt nhìn. Có tấm gương của Tiếu Y Y, thế nên bây giờ sắp đến mùa hạ và nhân viên phòng tổ chức bắt đầu thi nhau học kinh kịch, thế là trong phòng tổ chức liên tục vang lên những câu hát kinh kịch quen thuộc. Một thời gian trôi qua, Quách Tiên Vi cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay đau lòng cho đám nhân viên trẻ tuổi kia. Bọn họ còn trẻ chưa mài rũa hết góc cạnh trên người, thậm chí ngay cả những nhân viên ngày thường thích theo đuổi những ngôi sao ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng vào lúc này cũng bắt đầu chuyển sang hát những câu kinh kịch. Quách Tiên Vi chợt nghĩ đến câu nói, Sở Vương thích eo nhỏ, nhiều cung nữ nhịn ăn chết đói, hắn cảm thấy điều này quá đúng. Quách Tiên Vi ngồi trong chiếc xe vang lên những bài hát kinh kịch, hắn chợt nghĩ đến chuyện của thành phố Đông Bộ. Sau khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ thì Quách Tiên Vi rất quan tâm đến nơi này. Tuy hắn không có cơ sở ở Đông Bộ, thế nhưng hắn thông qua con đường của cơ quan tổ chức mà biết được nhiều chuyện. Khi nghe được những tin tức liên quan thì Quách Tiên Vi thật sự cảm thán với công tác của Vương Tử Quân, thầm than Chủ tịch Vương cũng không phải người thường. Người này đến thành phố Đông Bộ chỉ vài tháng ngắn ngủi đã đứng vững bàn chân, còn coi thường sự tồn tại của một vị tổ trưởng tổ công tác đại biểu cho tỉnh ủy như Đồng Quốc Khánh. Sự việc ký kết lần này rõ ràng có vài vấn đề. Tuy Quách Tiên Vi có chút không tin đây là thủ đoạn mà Đồng Quốc Khánh cùng liên hợp với Nhâm Xương Bình để đả kích uy tín của Vương Tử Quân. Thế nhưng ít nhất hắn cũng hiểu quan hệ giữa Đồng Quốc Khánh và Cát Trường Binh, hơn nữa hai ngày trước Cát Yêu Lĩnh còn được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng. Cát Yêu Lĩnh là con trai của Cát Trường Binh, đã đến công tác ở phòng tổ chức được vài năm. Lẽ ra dựa vào tài sản của Cát Trường Binh, dù để cho con trai ở nhà ăn ngủ cũng là cả đời không lo cơm áo, cực kỳ sung sướng. Thế nhưng Cát Trường Binh không làm như vậy, hắn vẫn có tư tưởng cổ, dù có kiếm được nhiều tiền thì cuối cùng cũng chỉ làm công, con của mình dù sao cũng phải là nhân viên ăn cơm nhà nước mới được. Căn cứ vào tư tưởng như vậy, sau khi con trai tốt nghiệp thì Cát Trường Binh dùng hết thủ đoạn để đưa vào phòng tổ chức. Nghe nói ngày hôm sau khi Cát Yêu Lĩnh đi làm, Cát Trường Binh bao một khách sạn ở thành phố, bao từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ, dùng hai chiếc xe khách chở mọi người về quê mình, sắp xếp đãi hơn 10 bàn tiệc trong thôn. Mời tất cả già trẻ lớn bé trong thôn đến chung vui, chúc mừng con nhận công tác. Khi Quách Tiên Vi đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy câu hỏi của Hứa Tiền Giang, thế là chợt bừng tỉnh, ngay sau đó lại có phản ứng.
hắn nhìn sang Hứa Tiền Giang lúc này đang khẽ nhắm mắt, sau đó khẽ nói. Trưởng phòng Hứa, chúng ta còn cách thành phố Đông Bộ hơn 50 km, với tốc độ hiện tại thì phải nửa giờ sau mới rời khỏi đường cao tốc. Nửa giờ, tốt, vừa vặn có thể nghe xong trích đoạn Thu Khương Duy. Hứa Tiền Giang dùng giọng nhàn nhã nói, sau đó chậm rãi mở mắt. Quách Tiên Vi cười cười mà không nói gì, hắn đã công tác nhiều năm bên cạnh trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn đã quá quen thuộc với tính cách của lãnh đạo. Vị trưởng phòng đại nhân này đang nghe kinh kịch thì căn bản không thích bị quấy rầy, nếu anh ấy không nói lời nào thì anh tốt nhất là im lặng, cho dù anh có tâng bốc ba hoa chích chòe thì cũng làm cho lãnh đạo mất hứng, rơi vào tình huống sờ đùi ngựa rớt xuống mông. Tiên Vi, công tác ở thành phố Đông Bộ thật sự không quá tốt. Tôi cho Quốc Khánh đến, chủ yếu là muốn áp chế Tiết Diệu Tiến. Lại không ngờ ở thành phố Đông Bộ ngoài Tiết Diệu Tiến còn có một người khác cường thế không kém. Nếu biết tiểu tử này có thể mạnh mẽ như vậy, tôi dù thế nào cũng không phái cậu ta đến thành phố Đông Bộ, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta chỉ có thể dùng cặp mắt trông mong đến tìm gặp thần tượng mà thôi. Hứa Tiền Giang nói tiểu tử kia là ai thì Quách Tiên Vi hiểu rất rõ ràng, hắn nhìn gương mặt với nụ cười bình tĩnh của Hứa Tiền Giang, hắn trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Trưởng phòng Hứa. Đồng chí Vương Tử Quân có năng lực công tác rất mạnh, là người tài hoa hơn người, có thể làm cho người ta phải lau mắt nhìn. Tất nhiên tính cách sẽ không thiếu chút khuyết điểm, ít nhiều cũng có hơi nóng tính. Tiên Vi, những lời cậu nói cũng đúng, những kẻ có năng lực mạnh mẽ thường không dễ khống chế. Thế cho nên tôi mới đồng ý yêu cầu của Quốc Khánh, lần này đi xuống làm môn thần, để cho tiểu tử kia phải run sợ, cũng ép hắn thành thật hơn, ngồi yên trên vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố thêm vài năm nữa. Hứa Tiền Giang chợt vỗ đùi rồi cười ha hả nói. Quách Tiên Vi nghe được những lời này của Hứa Tiền Giang, trong lòng vốn có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, bây giờ chợt thả lỏng hơn. Tuy lần này xuống làm ôn thần để cho Vương Tử Quân mất mặt, thế nhưng thái độ của Hứa Tiền Giang cũng cho thấy một vấn đề, trưởng phòng Hứa không có ác cảm với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Hứa, tôi thấy ngài thật sự là người ái tài, thật sự có khá nhiều tâm tư. Tôi cảm thấy ngài nên dùng sự quan tâm của mình nói chuyện với anh ấy. Để cho anh ấy thức tỉnh, biết đâu sẽ nhận thức được sai lầm của mình. Trong đầu Quách Tiên Vi bùng lên đủ mọi ý nghĩ, sau đó hắn nói ra một phương án của mình, dùng giọng cực kỳ cẩn thận bày tỏ với Hứa Tiền Giang. Tuy Quách Tiên Vi và Vương Tử Quân có quan hệ không tệ, nhưng Quách Tiên Vi cũng có tính toán của Quách Tiên Vi, đó chính là nói chuyện giúp cho Vương Tử Quân nhưng cũng không muốn làm trưởng phòng Hứa sinh ra bất mãn với mình, dù sao thì sau này hắn cũng phải kiếm ăn dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng Hứa. Tôi cũng không phải không muốn nói với cậu ấy, mà chỉ sợ không thể làm gì được. Đừng tưởng cậu ta suốt ngày cười tủm tỉm mà tưởng dễ nói chuyện, thực tế thì tính cách rất cứng rắn. Đối với loại cán bộ vừa có năng lực, có khả năng, lại trẻ tuổi như thế này, chúng ta cần chú tâm bồi dưỡng nhiều hơn, cũng phải cho bọn họ tôi luyện nhiều hơn, chỉ như vậy mới có thể phát triển và trưởng thành được. Tôi đã từng nghiên cứu quỹ tích phát triển của Vương Tử Quân, người này chưa từng chịu đả kích gì cả. Cũng không biết có phải trời sinh hắn là người thích hợp với chính trị hay không. Người này dù ở dưới huyện hay ở xã cũng có thể phát triển đến mức cực kỳ thuận lợi, gió nổi mây phun. Bây giờ đến thành phố Đông Bộ, tôi muốn cho cậu ta trải qua mưa gió, tôi luyện một thời gian, lại không ngờ cậu ta đến thành phố Đông Bộ thì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra tôi và anh Nhiếp lợi dụng Tiết Diệu Tiến để dạy cho cậu ấy một bài học cũng không có tác dụng gì. Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang nói anh Nhiếp là ai thì Quách Tiên Vi hiểu rất rõ. Hắn dù biết Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với bí thư Nhiếp Hạ Quân, thế nhưng cũng không ngờ hai bên lại thân cận như vậy. Trưởng phòng Hứa, ngài lần này đến tham gia nghi thức thì chỉ sợ chủ tịch Vương Tử Quân sẽ chịu đả kích rất nặng. Dù sao hạng mục này cũng là do anh ấy không hoàn thành, nhưng đợi ở nhà máy hai ngày mà đối phương không thèm gặp mặt, cũng không biết đám cán bộ thành phố sẽ nghĩ gì, có phản ứng thế nào. Hứa Tiền Giang khẽ cười. Sau đó lão phất tay nói. Chịu chút đả kích cũng tốt, chỉ như vậy mới có thể để cậu ta yên tâm và ngồi an toàn trên vị trí phó chủ tịch thường vụ vài năm. Nhiều khi tiến một bước ra ngàn dặm cũng không thích hợp bằng ngồi chờ mòn mỏi, chỉ có ngồi tích góp lực lượng thì ngày sau mới có thể bùng phát mạnh mẽ, nếu so với tình huống làm một lần rồi xong thì làm như vậy sẽ có lợi hơn rất nhiều cho sự phát triển của cậu ấy. Quách Tiên Vi nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân phải ngồi trên vị trí phó chủ tịch thường vụ vài năm. Điều này có nghĩa là vài năm sau Vương Tử Quân không được đề bạt, không khỏi làm cho Quách Tiên Vi sinh ra tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề, Vương Tử Quân chưa đến 30 tuổi, bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, như vậy cũng là quá lắm rồi.
thế cho nên Quách Tiên Vi cũng hiểu được sắp xếp của Hứa Tiền Giang là phù hợp. Hứa Tiền Giang chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của hắn, thế nên hắn lại tiếp tục rơi vào giấc mộng kinh kịch. Chợt nghe thấy tiếng hát của nhân vật Gia Cát Lượng, cái gì mà thua trận mất hết mặt mũi. Hai trận một thắng một bại hay một bại một thắng là bình thường, Khương tướng quân nên ném tất cả ưu sầu đi, nghe tôi nói vài lời thật lòng. Lối ra trên đường cao tốc đi đến thành phố Đông Bộ lúc này đã dừng đầy xe, tuy xe dựng thành một hàng, thế nhưng người đi xuống lại có phân chia rõ ràng, có ba vòng quan hệ được xác lập. Người được vây vào chính giữa trong ba vòng quan hệ chính trị kia là tổ trưởng tổ công tác Đồng Quốc Khánh, người đang nói chuyện vui vẻ với Đồng Quốc Khánh chính là bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. Tuy kết cục bí thư Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ đã được quyết định, thế nhưng ít nhất lúc này hắn vẫn còn tại vị, vẫn là lãnh đạo cao nhất của thành phố Đông Bộ. Nhâm Sương Bình đứng bên cạnh Đồng Quốc Khánh, đang vui vẻ nghe Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng chen vào vài lời. Nhâm Sương Bình chen lời cũng rất có thủ đoạn, hắn không nói thì không sao, mở miệng là làm cho hai vị lãnh đạo nở nụ cười, thật sự có tác dụng làm sinh động bầu không khí. Nhưng dù Nhâm Sương Bình chọc cười thế nào thì trong cảm giác của mọi người, cuộc nói chuyện lần này đều tập trung về Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình, ánh mắt cũng tập trung vào hai người này. Rất nhiều vấn đề là hai người này lên tiếng rồi mọi người mới gật đầu mở miệng phụ họa. Chương 482, mặc kệ Đông Tây Nam Bắc, chú trọng phát triển kinh tế. Nhâm Sương Bình đứng pha trò giữa Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến, nhưng sau khi trò chuyện một lát thì cũng sinh ra hứng thú dã rời. Hắn cảm thấy dù mình cố gắng thế nào thì trung tâm vẫn là Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến, trước mắt tất cả biến đổi của chính đàn thành phố Đông Bộ đều tập trung ở hai người này. Thế là trong lòng hắn sinh ra cảm giác khó chịu vì bị khinh thường. Sương Bình, anh có thể kéo nhà máy rượu Tân Nguyên đến đây đầu tư, thật sự là làm một chuyện lớn cho nhân dân thành phố. Chưa nói đến vấn đề việc làm và thu nhập từ thuế, ít nhất thì dân chúng muốn mua rượu cũng thuận tiện hơn trước kia. Đồng Quốc Khánh cười ha hả nhìn Nhâm Sương Bình rồi lớn tiếng nói. Nhâm Sương Bình ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của Đồng Quốc Khánh, lúc này Đồng Quốc Khánh dùng nụ cười che giấu ánh mắt vui vẻ. Nhưng vẫn có một chút cảm giác vui vẻ bùng ra rõ ràng. Hắn là tổ trưởng tổ công tác của tỉnh ủy, hắn không thể nào đứng trước mặt Tiết Diệu Tiến để nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Nhưng lời nói vừa rồi của hắn cũng xem như có tác dụng tuyên truyền tạo thế cho Nhâm Sương Bình, biểu đạt cực kỳ đúng mức, cũng không quá phô trương, lại làm cho người ta ý thức được vấn đề, nghe là hiểu ngay. Nhâm Sương Bình là một lão quan trường, tất nhiên hắn sẽ thầm hiểu những điều này, thế là không khỏi sinh ra chút cảm động. Trước khi Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Đồng Quốc Khánh có thể ở trường hợp công khai để nói ra những lời như thế, thật sự là khó có được. Vì vậy mà Nhâm Sương Bình cắc nick ném cho Đồng Quốc Khánh một ánh mắt vui vẻ che giấu rất sâu, Đồng Quốc Khánh lại bất động tiếp nhận, biết rõ đối phương đang cảm tạ mình. Sau khi biểu đạt lòng biết ơn thì Nhâm Sương Bình cười lớn nói. Trưởng phòng Đồng, chuyện này tôi cũng không dám kể công tự ngạo. Nhà máy rượu Tân Nguyên đến cũng là vì hoàn cảnh vận hành kinh tế của thành phố Đông Bộ chúng tôi rất tốt đẹp. Nếu không vì vậy, dù tôi có nói thành phố Đông Bộ phát triển đến mức nào, tươi đẹp ra sao thì người ta không đến vẫn sẽ không đến. Bí thư Tiết, vị lãnh đạo nhập gánh với anh thật sự rất khiêm tốn, tôi cảm thấy một hoàn cảnh vận hành kinh tế tốt đẹp thì cực kỳ quan trọng, thế nhưng nếu muốn kêu gọi đầu tư để tìm được hạng mục thì cần phải có trái tim muốn cống hiến cho sự phát triển kinh tế. Trong tỉnh, thậm chí trong cả nước có nơi nào không phải là hoàn cảnh kinh tế tốt đẹp, có bao nhiêu thành phố có hoàn cảnh tốt, nhà máy rượu Tân Nguyên của người ta vì sao lại đến thành phố Đông Bộ chúng ta. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là quyết tâm bất khuất của lãnh đạo ở phương diện kêu gọi đầu tư, dù là Đông Tây Nam Bắc cũng không thể nào buông lỏng phát triển kinh tế, như vậy thật sự rất tốt. Theo tôi thấy, làm tốt công tác kêu gọi đầu tư phải có 4 loại nhận thức chung, một là trợ giúp chúng ta kêu gọi đầu tư, đây là ân nhân. Hai là những ông chủ đến đầu tư, được gọi là thân nhân, ba là cán bộ có thể mở ra cục điện kêu gọi đầu tư, là nhân tài, bốn là những người làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh kêu gọi đầu tư, được gọi là tội nhân. Nếu có thể phát huy 4 loại nhận thức này, tôi tin hoàn cảnh kinh tế xã hội của thành phố Đông Bộ sẽ ngày càng tốt hơn. Các vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ đều lắng tai nghe những lời của Đồng Quốc Khánh, nhưng khi câu nói cuối cùng vang lên thì vẻ mặt tươi cười của đám người chợt tan biến sạch sẽ. Rõ ràng những lời nói của trưởng phòng Đồng là có xếp đặt rõ ràng, đồng thời cũng có mục đích rõ ràng. Có đôi khi lãnh đạo lên tiếng có hiệu quả hay không nằm ở phương diện ngắt nhịp và tiết tấu, quan trọng nữa là điểm dừng. Nó giống như một bài hát, trong lúc đang ổn định chợt biến tấu, xoay mình,
tiến vào cao trào giống như gió bão xuất hiện trên đồng bằng. Phải cố gắng làm sao cho chính mình nói xong mà âm thanh còn rung động không tiêu tán, đây chính là kinh nghiệm mà Đồng Quốc Khánh đúc kết được sau vài chục năm làm quan. Đồng Quốc Khánh đến thành phố Đông Bộ thật sự là giúp đỡ Nhâm Xương Bình khống chế tất cả, biểu hiện thì giống như giúp đỡ tên mọi khía cạnh. Ví dụ như hoạt động nghênh đón lần này, hắn luôn quan sát biểu hiện của Nhâm Xương Bình. Nếu nói từ phương diện khách quan, nhìn vào biểu hiện của Nhâm Xương Bình có thể biết tròn biết méo, nhưng Nhâm Xương Bình vẫn còn chưa đủ uy tín để tiến lên làm bí thư thị ủy, điều này làm cho Đồng Quốc Khánh thật sự rất phiền phức. Vì vậy mà chỉ cần có trường hợp công khai, Đồng Quốc Khánh đều đứng ra tạo thế cho Nhâm Xương Bình. Phải nói những lời của Đồng Quốc Khánh rơi vào trong tai của Tiết Diệu Tiến, hắn cảm thấy nó giống như một nửa là nước biển, một nửa là lửa bừng bừng. Hắn biết rõ lúc này trong lòng Nhâm Xương Bình nhất định sẽ cảm thấy nóng hôi hổi, nhưng chính Tiết Diệu Tiến hắn lại cảm thấy không thoải mái. Đồng Quốc Khánh tuy nói cực kỳ có lý, nhưng ý nghĩa của nó lại quá xấu xa. Dựa theo lời của anh, nhà máy rượu Tân Nguyên đầu tư ở thành phố Đông Bộ thì Nhâm Xương Bình là người tạo phúc cho muôn dân ở thành phố Đông Bộ, còn Tiết Diệu Tiến tôi là bí thư thị ủy không tham gia kêu gọi đầu tư, lại biến thành tội nhân thiên cổ sao. Tiết Diệu Tiến tuy thầm oán như vậy nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện mất vui, hắn mỉm cười nói. Trưởng phòng Đồng, ngài tổng kết rất hay, đồng chí Xương Bình có thể kêu gọi nhà máy rượu Tân Nguyên đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ, thật sự đã cho ra cống hiến không nhỏ với sự phát triển kinh tế của thành phố. Chỉ là một câu nói nhàn nhạt, bí thư Tiết Diệu Tiến giống như khẳng định thành tích của Nhâm Xương Bình, nhưng ai nghe vào tai cũng thấy lời này của bí thư có chút hương vị không phải. Nhưng cảm giác là một chuyện và biểu hiện thế nào lại là chuyện khác. Đồng Quốc Khánh cười hả hả nói. Bí thư Tiết, có cống hiến thì nhất định phải ban thưởng, có ban thưởng mới có động lực. Tuy Xương Bình là chủ tịch thành phố, nhưng chủ tịch cũng không ngoại lệ, anh là bí thư thị ủy, cũng đừng nên quá keo kiệt. Hi hi, trưởng phòng Đồng, nếu nói ban thưởng thì tôi nhất định sẽ phải cho, nhưng lớn quá tôi cũng không làm gì được. Cứ thế này đi, Hạc Dương, sau khi quay về cho ra một thông báo. Nói tôi đại biểu cho thị ủy tiến hành khen thưởng công trình kêu gọi đầu tư của chủ tịch Nhâm. Tiết Diệu Tiến tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh đối mặt với tình huống Đồng Quốc Khánh từng bước ép sát, hắn khẽ phất tay với Lý Hạc Dương đứng cách đó không xa rồi khẽ phân phó. Miệng nói lời khích lệ, còn cho ra thông báo, đây không phải là Tiết Diệu Tiến chỉ làm cho xong sao. Nhâm Xương Bình tuy rất mất hứng nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ tiếp nhận, dù sao thì bây giờ Tiết Diệu Tiến vẫn là bí thư thị ủy Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh khẽ híp mắt, hắn là người đã từng nhiều năm có liên hệ với Tiết Diệu Tiến, hắn biết rõ người này cực kỳ khó đối phó. Nhưng hắn cũng không ngờ bí thư Tiết lại trơn trượt như vậy, bây giờ nhìn gương mặt với nụ cười sáng lạn của Tiết Diệu Tiến, Đồng Quốc Khánh thật sự cảm thấy có chút ngứa răng. Loại cảm giác này giống như năm xưa Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến tranh đấu với nhau, mỗi lần hắn tập trung toàn lực chuẩn bị cho ra đòn tối hậu thì lại bị Tiết Diệu Tiến hóa giải trong vô hình. Kết cục là không giải quyết được gì. Tập trung sức mạnh đấm vào không khí, dùng hết sức lực ném lông gà, có lực mà không thể phát, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng càng là như vậy càng kích phát ý chí chiến đấu của Đồng Quốc Khánh, hắn thầm nghĩ Tiết Diệu Tiến bây giờ chỉ còn lại vài ngày, nếu như hắn bây giờ ở vào thế đứng bên trên mà vẫn không chiếm được thượng phong với Tiết Diệu Tiến, như vậy sau này cũng khỏi cần lăn lộn làm gì. Chủ tịch Vương, anh đi hỏi xem khi nào thì nhóm giám đốc cắt đến, lúc này nhất định phải chứng thực trong thời gian từng phút. Đồng Quốc Khánh quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quân đang đứng cách Nhâm Xương Bình không xa, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân đang say sưa nhìn Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến tranh chấp với nhau, hắn cũng không nghĩ rằng lúc này Đồng Quốc Khánh có thể nhắm vào mình. Sau khi nghe Đồng Quốc Khánh lên tiếng thì hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra. Xương Bình, Chủ tịch Vương là một đồng chí rất tốt, còn trẻ, bốc đồng, có thể làm việc, tất nhiên khi công tác cũng không khỏi có chút không cẩn trọng. Anh là lãnh đạo. Sau này cần phải mài giũa đồng chí của mình, mài giũa cho tốt, thép tốt không dùng làm lưỡi dao. Đồng Quốc Khánh nói ra một câu hai nghĩa, âm thanh rất vang dội. Vương Tử Quân chẳng những là phó chủ tịch thường vụ, còn là thường ủy thị ủy, nếu nói là lãnh đạo, như vậy chỉ có thể tương đương với bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. Bây giờ Đồng Quốc Khánh kéo Nhâm Xương Bình lên vị trí lãnh đạo như Tiết Diệu Tiến, ý nghĩa thế nào thì dễ dàng nghĩ ra được. Tiết Diệu Tiến nào không nghe ra ý nghĩa lời nói của Đồng Quốc Khánh. Nếu là trước kia thì hắn sẽ tiến hành phản kích, nhưng bây giờ hắn chỉ cười cười, nhưng trong mắt lại lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Hơn 10 phút sau một chiếc xe 30 chỗ chậm rãi chạy qua trạm thu phí,
khi đến gần nhóm người Đồng Quốc Khánh thì chiếc xe chậm rãi dừng lại. Cát Trường Bình xuống xe với nụ cười rạng rỡ, hắn nhanh chóng đi về phía Đồng Quốc Khánh. Giám đốc Trường Bình, hoan nghênh anh đến với thành phố Đông Bộ chúng tôi đại biểu cho nhân dân thành phố Đông Bộ nhiệt liệt chào mừng anh. Nhâm Sương Bình được Đồng Quốc Khánh vỗ nhẹ lên vai, thế là hắn nhanh chóng tiến ra nghênh đón Cát Trường Bình. Cát Trường Bình cũng là người thông minh, tuy người hắn muốn nắm tay nhất là Đồng Quốc Khánh, thế nhưng Nhâm Sương Bình đi đến thì hắn nhiệt tình bắt tay và cười ha hả nói. Chủ tịch Nhâm, anh cho ra nghi thức hoan nghênh long trọng như vậy, tôi thật sự có chút xấu hổ không dám nhận, cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Chủ tịch Vương, vị này giám đốc Cát này có phải ngày hôm qua vì quá muốn đến thành phố Đông Bộ chúng ta đàm phán chuyện xây dựng nhà máy mà hưng phấn cao độ, thế cho nên cả đêm không ngủ ngon hay không? Anh nhìn mắt anh ta xem, thật sự đầy tơ máu. Trương Thông đứng bên cạnh Vương Tử Quân, khi đám người Cát Trường Bình và Đồng Quốc Khánh với Nhâm Sương Bình chào hỏi nhau thì hắn khẽ nói. Vương Tử Quân thật sự là không chú ý đến điều này, bây giờ nghe thấy Trương Thông nói như vậy thì đưa mắt nhìn qua Cát Trường Bình. Thật sự giống như những gì Trương Thông đã nói, trên mắt Cát Trường Bình có mang theo vài tơ máu. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt hiểu vì sao vị giám đốc này lại có bộ dạng như vậy, nhưng hắn cũng không nói ra mà chỉ cười cười nói. Chủ tịch Trương, trở thành giám đốc thì chuyện làm ăn kinh doanh không cần tự thân vận động, có người khác đi làm, thế nhưng bản chức công tác của đàn ông thì hình như cũng cần phải tự mình xử lý, cũng không thể nhờ người ta được. Điều này là rất bình thường, rất bình thường. Lời trêu chọc của Vương Tử Quân làm cho Trương Thông nở nụ cười, Trương Thông vốn dĩ muốn an ủi Vương Tử Quân vài câu, không ngờ vị chủ tịch Vương lại tỏ ra bình tĩnh như thế, thế là cười nói. Chủ tịch Vương, có một số việc ngài cũng đừng nên quá quan tâm. Đừng nhìn vào những người hiện tại thật sự đầy hào quang mà tưởng rằng bọn họ rất tốt, thực chất thì chẳng đáng vào đâu cả. Trương Thông dù không chỉ mặt gọi tên nhưng ý nghĩa lời nói là thế nào thì Vương Tử Quân lại hiểu. Chủ tịch Trúc, trước đó thật sự có lỗi, không kịp gặp mặt ngài. Đây là sai lầm công tác của tôi, kính xin chủ tịch Trúc thứ lỗi, cũng may sau này cơ hội chúng ta gặp mặt là rất nhiều, còn có thời gian cho tôi chuộc lỗi. Cát Trường Bình bắt chặt tay Trúc Phu Bình. Hắn cười ha hả nói lời xin lỗi. Trúc Phu Bình dù không có chút hảo cảm với loại người đã làm mình mất hết mặt mũi như Cát Trường Bình, thế nhưng dưới tình huống vào lúc này thì hắn cũng chỉ cười cười bắt tay, cũng phải nói những lời làm mình cảm thấy ngứa răng. Cát Trường Bình thật sự nói chuyện rất lễ phép và lịch sự với Trúc Phu Bình, sau đó hắn lại nhìn quanh bốn phía nói. Chủ tịch Nhâm, vị nào là chủ tịch Vương, tôi còn phải xin lỗi chủ tịch Vương. Khi anh ấy đến thì tôi còn đang họp. Cũng không thể chiêu đãi anh ấy cho tốt, hôm nay tôi xin nhận lỗi với anh ấy. Tử Quân, đến đây một chút. Nhâm Sương Bình cười hì hì nhìn Cát Trường Bình với bộ dạng muốn đến nhận lỗi, hắn thầm nghĩ Cát Trường Bình thật sự rất có ánh mắt, lúc này mới nhận lỗi. Hì hì, vào trường hợp công khai như thế này, Vương Tử Quân và Trúc Phu Bình căn bản không biết để mặt mũi đi đâu. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt với nụ cười rạng rỡ của Cát Trường Bình, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Nhâm. Chuyện cũ đã qua rồi, giám đốc Cát, chúng ta vốn không có gì, anh xin lỗi như vậy thật sự có vẻ dư thừa, để cho tôi cảm thấy anh lại xin lỗi tôi giống như với chủ tịch Trúc vậy. Vẻ mặt Cát Trường Bình chợt biến đổi, lúc này hắn là khách quý của thành phố Đông Bộ, nói gì cũng có thể không chút sợ hãi. Thừa dịp Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình có mặt ở chỗ này, hắn muốn biểu hiện cho Đồng Quốc Khánh thấy rõ ràng, nhiệm vụ mà anh giao tôi đã hoàn thành. Nhưng không ngờ Vương Tử Quân lai căn bản không nén giận như Trúc Phu Bình. Lại trực tiếp ném cho mình một câu trả lời sắc bén, biểu hiện rõ ràng bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình, đẩy mình ngã xuống đất không chút khách khí. Giám đốc Cát, anh đến thành phố Đông Bộ chúng tôi đầu tư xây dựng nhà máy, chúng ta hợp tác với nhau thành người một nhà. Có câu là người một nhà không nói hai lời, giám đốc Cát nếu cứ tiếp tục nói lời xin lỗi thì lại quá xa lạ rồi. Vương Tử Quân nói ra ba chữ giám đốc Cát thì khá nhấn mạnh, giống như muốn nói rõ cho Cát Trường Bình biết, anh đừng tiếp tục vênh váo. Dù sao anh cũng chỉ là một tên giám đốc, cũng đừng đâm đầu vào đây tìm phiền phức. Vừa rồi Cát Trường Bình dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn Vương Tử Quân, nhưng bây giờ hắn đối mặt với lời khiêu khích của Vương Tử Quân mà căn bản không thể nào nổi giận được. Dù sao chuyện đầu tư hắn cũng đã đồng ý với Đồng Quốc Khánh, nếu bây giờ nổi giận và vỗ mông bỏ đi thì không thể nào trả lời với Đồng Quốc Khánh cho được. Vương Tử Quân nói những lời như vậy căn bản là không có vấn đề gì. Dù Cát Trường Bình có quay đầu bỏ đi thì người ta cũng không tìm ra được trong câu nói của Vương Tử Quân có bất kỳ vấn đề gì.
Cát Trường Minh cũng không khỏi thay đổi cái nhìn với một tên chủ tịch Vương mà trước đó chính mình coi là đá lót đường cho con trai của mình tiến lên. Ha ha, chủ tịch Vương cứ đùa. Cát Trường Minh nở nụ cười gượng rồi xấu hổ nói. Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình luôn chú ý Vương Tử Quân, khi bọn họ thấy vẻ mặt Cát Trường Minh biến đổi thì trong lòng tuy mất hứng nhưng cũng chỉ có thể mở lời thay đổi chủ đề. Dù sao Cát Trường Minh cũng là diễn viên mà bọn họ kéo đến cùng diễn với mình, nếu như bị Vương Tử Quân nói vài lời nổi giận bỏ đi, như vậy vở kịch sẽ tan vỡ. Tút tút tút. Điện thoại của Đồng Quốc Khánh vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trên mặt chợt lộ ra nụ cười sáng lạn. Trưởng phòng Hứa, tôi là Quốc Khánh. Khi Đồng Quốc Khánh nói ra ba chữ trưởng phòng Hứa thì Nhâm Sương Bình chợt trở nên nghiêm túc. Hắn khẽ nói một câu với Cát Trường Minh, sau đó cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Quốc Khánh đang nói chuyện điện thoại. Chương 483, truyền thông là nhạc công. Đám lãnh đạo thành phố Đông Bộ đều bình tĩnh không nói thêm điều gì, ánh mắt đều nhìn về phía Đồng Quốc Khánh. Những người này đều hiểu rất rõ, có thể làm cho trưởng phòng Đồng cung kính gọi là trưởng phòng, như vậy ở tỉnh Sơn Nam chỉ có một, đó chính là trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Đồng Quốc Khánh nói chuyện điện thoại trong thời gian 3 phút, sau đó cúp điện thoại. Hắn thu hồi điện thoại rồi nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến nói. Bí thư Tiết, 5 phút sau xe của trưởng phòng Hứa sẽ đến. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn cất bước đi về phía trước, đi đến vị trí tiếp đón tốt nhất. Tuy địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ đã đầy nguy cơ, thế nhưng một khi hắn vẫn còn chưa bị miễn chức phụ bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, hắn vẫn là lãnh đạo cao nhất của thành phố này. Trong lúc nghênh đón trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn có thể đứng ở vị trí cao nhất, điều này là đương nhiên. Nhâm Sương Bình dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn đứng quy củ sau lưng bí thư Tiết. Đồng Quốc Khánh dù là một cán bộ cấp bậc cực cao khi xuất hiện ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng chỉ có thể đứng đằng sau Nhâm Sương Bình. Cát Trường Minh nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thầm cảm khái. Trong xã hội này dù anh có lắm tiền nhiều của cũng không có nhiều lợi ích thực tế bằng có mũ quan trên đầu. Trong người có bạc triệu cũng chỉ được coi là kẻ có tiền. Toàn thân đầy mùi tiền bạc, tuy vậy lại không thể nào so sánh với đám quan viên luôn ở trên đầu mình. Những người kia tuy đến chỗ này đón hắn, thế nhưng thực tế chính là đón tiếp trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quan chức của bọn họ. Tuy Cát Trường Minh thầm hiểu như vậy nhưng cũng không khỏi sinh ra chút thát lạc nho nhỏ, nhưng hắn vẫn đứng bên cạnh Đồng Quốc Khánh, chuẩn bị nghênh đón Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân đứng trong đám người, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đám người Tiết Diệu Tiến. Dù hắn không quá hứng thú với tình huống nghênh đón thế này, thế nhưng lại không thể phớt lờ những nghi lễ trong quá trình nghênh đón. Vương Tử Quân là người tổng chỉ huy công tác tiếp đãi lần này, hắn biết rõ thời gian Hứa Tiền Giang chạy đến và cả thời gian Cát Trường Minh chạy đến. Văn phòng khối chính quyền thành phố đã nghiên cứu kỹ lưỡng, vì có thể đảm bảo nghênh đón và xác định chính xác thời gian của Cát Trường Minh và trưởng phòng Hứa, một vị phó thư ký trưởng đã không tiếc tự mình chạy từ nhà máy rượu Tân Nguyên về thành phố Đông Bộ. Vì muốn khống chế thời gian khác biệt trong khoảng 5 phút. Trưởng phòng Hứa, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Tiết Diệu Tiến cười ha hả tiến lên chào đón Hứa Tiền Giang vừa mới xuống xe, hai tay càng tranh thủ đưa ra ngoài. Hứa Tiền Giang cũng tích cực đáp lại vẻ nhiệt tình của Tiết Diệu Tiến, lão bắt tay thật chặt với Tiết Diệu Tiến, sau đó lại bắt tay Nhâm Sương Bình. Không biết vì vô tình hay cố ý mà thời gian Hứa Tiền Giang bắt tay với Nhâm Sương Bình có dài hơn Tiết Diệu Tiến vài giây, hơn nữa trong thời gian vài giây đó Hứa Tiền Giang còn nói một câu, Sương Bình làm rất tốt. Dưới tình huống bình thường thì trong quan trường sẽ phải xưng hô tên tuổi kèm theo chức vụ, thượng cấp gặp hạ cấp có thể bỏ qua chức vụ gọi bằng tên, và điều này thể hiện sự thân cận giữa đôi bên. Những hành vi mờ ám như vậy nếu không phải là người chú tâm sẽ khó thể phát hiện ra. Nhưng đây là trường hợp đứng nghênh đón Hứa Tiền Giang, có ai ở đây không phải là hạng người tám mặt lung linh. Thế nên có vài người có biểu hiện chần chừ. Hứa Tiền Giang cũng không bắt tay từng người còn lại, lão chỉ bắt tay đơn giản với Đồng Quốc Khánh, cũng không nói lời nào nhưng nụ cười trên mặt hai người lại nói rõ vấn đề. Nếu nói thời gian Hứa Tiền Giang bắt tay dài nhất phải là với Cát Trường Minh, nhưng tình huống như vậy cũng không mấy ai quá quan tâm. Vì mọi người đều hiểu rõ. Cho dù Cát Trường Minh có bắt tay với trưởng phòng Hứa Tiền Giang lâu như thế nào, như vậy hắn cũng không thể nhảy từ vị trí giám đốc nhà máy rượu Tân Nguyên vào trong quan trường làm lãnh đạo. Khi Hứa Tiền Giang bắt tay với Cát Trường Minh thì ánh mắt Vương Tử Quân lại giao tiếp với ánh mắt của Quách Tiên Vi đang ở trên xe không đi xuống. Quách Tiên Vi dù là phó phòng tổ chức, thế nhưng trường hợp này hắn không thể đi xuống.
Khi Vương Tử Quân đưa mắt đến thì hắn cũng nhanh chóng nhìn sang. Hai người dùng ánh mắt để bày tỏ sự thăm hỏi, sau đó nhanh chóng di rời ánh mắt. Lúc này Hứa Tiền Giang cũng nói vài câu với các trường binh, sau đó lão dừng bước. Anh Tiết, Sương Bình, hai anh lên xe của tôi. Hứa Tiền Giang nói rồi đi về phía chiếc xe Audi của mình, Quách Tiên Vi ngồi trong xe của trưởng phòng, bây giờ nghe được lời của trưởng phòng thì nhanh chóng đi ra, đi về phía đoàn xe của đám cán bộ thành phố Đông Bộ. Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình mỉm cười đi theo Nhâm Sương Bình vào trong chiếc Audi màu đen. Đồng Quốc Khánh tuy không nằm trong hàng ngũ được lãnh đạo cho mời nhưng nụ cười trên mặt lại càng đậm. Nhâm Sương Bình có thể được lãnh đạo mời vào ngồi trong xe, điều này xem như hắn đã đạt được mục đích của mình. Trưởng phòng Quách, mời anh đi sang bên này. Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi tiến lên đón Quách Tiên Vi, hắn chỉ về phía một chiếc xe để trống rồi cho ra tư thế mời. Quách Tiên Vi cười cười, hắn đi về phía chiếc xe của Vương Tử Quân cách đó không xa nói. Tôi ngồi xe của Chủ tịch Vương, anh ta đã từng nhiều lần ngồi xe của tôi trên tỉnh ủy, bây giờ tôi vất vả lắm mới tìm được cơ hội trả thù, tôi sẽ không bỏ qua. Quách Vạn Thịnh nói không cười nhưng các thành viên ban ngành thành phố Đông Bộ đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khi chiếc xe Audi của Hứa Tiền Giang chậm rãi khởi động, đoàn xe dừng trên đường cũng khởi động. Trưởng phòng Quách, anh ngồi lên xe của tôi dễ dàng làm bọn họ sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nụ cười của Quách Tiên Vi mà dùng giọng tùy ý nói. Trời sắp mưa, cô gái sắp lập gia đình, đầu người đều mọc trên cổ, tất nhiên muốn làm gì thì phải làm cho bằng được chứ. Quách Tiên Vi nở nụ cười tùy ý, sau đó hắn trầm giọng nói. Tử Quân, đến thành phố Đông Bộ cảm giác thế nào? Khá tốt. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc đưa cho Quách Tiên Vi rồi nói. Khá tốt sao, tôi đã nói rồi, vị trí phó chủ tịch thường vụ cũng không là gì với cậu, nhưng cũng không nên chủ quan. Quách Tiên Vi gạt tàn rồi nở nụ cười nói tiếp. Cậu biết lần này trưởng phòng Hứa đến thành phố Đông Bộ vì điều gì không? Tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ mục đích của Hứa Tiền Giang khi đi đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn cũng không nói mà chỉ mỉm cười nhìn Quách Tiên Vi. Trưởng phòng Hứa lần này đến nói là tham gia nghi thức ký kết hợp đồng giữa thành phố Đông Bộ và nhà máy rượu Tân Nguyên, còn không bằng nói đến đây giữ thể diện cho Nhâm Sương Bình. Kết cục của đồng chí Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ đã được quyết định, tỉnh ủy muốn để đồng chí Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy. Quách Tiên Vi cũng không để Vương Tử Quân chờ lâu, hắn nhanh chóng trả lời. Vào thời điểm này thì cậu tốt nhất nên an phận một chút. Quách Tiên Vi nói đến hai chữ an phận thì nhấn mạnh khá nặng nề. An phận một chút. Vương Tử Quân nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Quách Tiên Vi. Hắn nhìn gương mặt ngưng trọng của Quách Tiên Vi, thế là cười nói. Anh Quách, có đôi khi tôi cũng muốn an phận, nhưng đáng tiếc là người ta lại không cho tôi cơ hội. Anh biết nghi thức ký kết lần này vì sao lại sinh ra động tĩnh lớn như vậy không? Vì bọn họ muốn vã vào mặt tôi và Trúc Phu Bình. Hai người chúng tôi không đủ thành khẩn trong công tác. Vì vậy mà căn bản không thể nào hoàn thành trong công tác kêu gọi đầu tư của nhà máy rượu Tân Nguyên, thật sự là cúi mình như con lừa. Cuối cùng chủ tịch Nhâm ra tay, kéo hạng mục của nhà máy rượu Tân Nguyên về lại thành phố Đông Bộ. Vẻ mặt Vương Tử Quân không chút biến đổi, nhưng trong lời nói lại có vài phần trêu tức. Quách Tiên Vi biết rõ vấn đề của sự việc này, hắn lập tức nói. Điều này không phải được tạo thành do cậu không chịu an phận sao? Nếu cậu an phận một chút, người ta nào cần phải tốn nhiều tâm cơ như vậy? Bây giờ trưởng phòng Hứa đến đây, sự việc xem như kết thúc. Cậu Vương, tôi cho cậu một lời khuyên, một lời cảnh báo, có thể lớn có thể nhỏ là rồng, có được giãn được mới là anh hùng, chỉ cần không vấp vào vấn đề nguyên tắc, như vậy nên nhẫn nhịn một chút. Vương Tử Quân cười ha hả nhìn Quách Tiên Vi nhưng không lên tiếng, nụ cười của hắn rơi vào trong mắt lại làm Quách Tiên Vi sinh ra một cảm giác xấu. Hắn thầm nghĩ. Không phải Vương Tử Quân sẽ tiếp tục cho ra thiêu thân gì đấy chứ. Nếu như hắn tiếp tục thể hiện mình là đèn không cạn dầu, như vậy rõ ràng là tâm tư không bao giờ dừng. Hắn thầm định giá như vậy, khi định lên tiếng khuyên bảo Vương Tử Quân thì xe đã dừng lại. Trưởng phòng Quách, Chủ tịch Vương, chúng ta đã đến. Thái Thần Bân vẫn luôn lắng nghe đoạn đối thoại của Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng không dám mở miệng, chẳng qua hắn chỉ sợ mình lên tiếng làm cho Chủ tịch Vương phân tâm. Tuy bây giờ Thái Thần Bân chỉ là một cán bộ cấp phó khoa nhưng thời gian hắn công tác bên cạnh Vương Tử Quân là không ngắn, hắn hiểu rất rõ nhiều sự việc trên quan trường. Hắn biết rõ nếu một ngày kia Nhâm Sương Bình là bí thư thị ủy,
như vậy cuộc sống của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Có thể thấy cách sắp xếp như vậy giống như một cái bẫy, nếu Vương Tử Quân không rên một tiếng thì căn bản là quá ngột ngạt. Anh Quách, trưởng phòng Hứa đã xuống xe, chúng ta cùng đi qua thôi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua phía trước, sau đó hắn đẩy cửa xe rồi nói với Quách Tiên Vi ở bên cạnh. Quách Tiên Vi còn muốn khuyên bảo Vương Tử Quân hai câu, thế nhưng thấy Hứa Tiền Giang xuống xe thì cũng vội vàng chui ra khỏi xe của Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đi về phía lãnh đạo. Nhưng lú này trong lòng hắn vẫn luôn là nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, vì sao lại quỷ dị như vậy? Điều này làm cho hắn thật sự không yên lòng. Nhưng nghĩ lại thì Quách Tiên Vi chợt yên tâm, Vương Tử Quân tuy không an phận nhưng bây giờ sự việc đã như ván đóng thuyền, ngay cả trưởng phòng Hứa cũng đến hiện trường, Vương Tử Quân cũng không thể làm ra thiêu thân gì được. Tuy chỉ là một nghi thức nhưng vì nó mà thành phố Đông Bộ thật sự chuẩn bị khá mệt mỏi, lúc này không những có Nhật báo Đông Bộ và đài truyền hình thành phố Đông Bộ, còn có Nhật báo Sơn Nam được phòng tuyên truyền thị ủy mời đến. Khi Hứa Tiền Giang đi vào lễ đường thì nhân viên tham gia hội nghị đã vỗ tay nhiệt liệt. Có thể tham gia nghi thức ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay thì đều là lãnh đạo đơn vị ban ngành trong thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Nhâm rất coi trọng nghi thức ký kết lần này, những người trước đã yêu cầu văn phòng khối chính quyền cho ra thông báo, yêu cầu tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành và địa phương trong thành phố phải đến tham gia, nếu ai muốn xin không tham gia thì tìm gặp chủ tịch Nhâm mà xin phép. Nhâm Sương Bình đã lên tiếng như vậy thì có vị lãnh đạo ban ngành nào dám không đến. Dù không còn sức lực cũng phải lết đến. Đây không phải là có đi họp hành hay không, đó là có thái độ giúp đỡ Nhâm Sương Bình hay không. Lúc này thế cục ở thành phố Đông Bộ đã định, rất nhiều người đã thấy rõ chủ tịch Nhâm Sương Bình sẽ là bí thư thị ủy, đây chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tuy bọn họ còn có chút khinh thường, thế nhưng sự việc đắc tội với bí thư thị ủy thì bọn họ cũng không dám làm. Nghi lễ ký kết tuy được chuẩn bị rất lâu và mất thời gian thế nhưng chỉ được tiến hành trong thời gian vài phút. Nhưng 10 phút này trôi qua cũng không dễ dàng, Phó Thư ký trưởng Thái Nguyên Thương là người phụ trách công tác chủ bị của hiện trường ký kết, lúc này trái tim của hắn thật sự đập lên rất mạnh. Tuy trước đó Thái Nguyên Thương đã kiểm tra vô số lần, đã chuẩn bị tất cả cho nghi thức ký kết nhưng trong lòng dù sao cũng sinh ra cảm giác không yên. Nghi thức có thể không cử hành ngay, nhưng cũng đừng để xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Dù sao thì nghi thức ký kết cũng liên quan đến chiến tích của Nhâm Sương Bình, nếu như xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ sợ giấc mơ tiến lên thư ký trưởng của Thái Nguyên Thương sẽ tan thành mây khói. Thư ký trưởng, bên ngoài có 10 vị phóng viên, bảo là muốn phỏng vấn nghi thức ký kết của chúng ta. Chủ nhiệm Nhâm Hồng của phòng tiếp đãi nhanh chóng đi đến bên cạnh Thái Nguyên Thương rồi nói. Thái Nguyên Thương những lúc không có việc gì thường thích đưa mắt nhìn người phụ nữ chưa đến 30 tuổi này, ai cũng nói nàng có bộ dạng xinh đẹp như hoa và cực kỳ quyến rũ, nhưng Thái Nguyên Thương lại không thấy như vậy. Đối với Thái Nguyên Thương thì Nhâm Hồng phải là một trái lựu chín cây, tư thái mọng nước, đầy đủ nước nôi, khẽ cắn một cái đảm bảo sẽ ngon ngọt thấm đẫm ruột gan. Tư vị của nó thế nào, chắc chắn sẽ là cực kỳ tuyệt vời, dù là thần tiên cũng khó thể tả được. Thật ra đưa một người phụ nữ như thế này vào trong khối công tác tiếp đãi thì thật sự là chó ngáp phải ruồi, đáng lý ra phải đi làm người mẫu diễn viên mới phải. Hai người Thái Nguyên Thương và Nhâm Hồng vì vấn đề công tác mà thường tiếp xúc với nhau. Mà Thái Nguyên Thương lại không đặt ý nghĩ của mình đi theo hướng tà đạo, cũng chưa từng chạm tay của đối phương. Ngược lại hai bên thường bàn luận công tác, bình thường nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng đến đại cục, thật sự có thể nói đầy nhân tố sống động, nhưng Thái Nguyên Thương rất bảo thủ, căn bản luôn giữ vững quan điểm của mình. Hắn cảm thấy mối quan hệ tình nhân giữa nam và nữ là một quả bom ẩn hình, dù bất kỳ một nhân tố nào bùng phát cũng làm cho quả bom có thể nổ tung. Hắn không muốn trước khi mình tiến lên vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố mà có phát sinh bất kỳ phiền toái gì trên người phụ nữ này. Nhưng có một ngày, ngày Đào Chính Đào rời khỏi chức vụ thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, hai người đụng mặt nhau ở một bữa tiệc tiễn chân. Sau khi tan cuộc, hai người cùng nhau rời khỏi bàn tiệc, cùng quay về khu nhà dành cho nhân viên khối chính quyền thành phố. Hai người sóng vai đi trên đường, Nhâm Hồng đột nhiên chớp mắt dùng giọng chăm chú nói. Lãnh đạo Thái. Lần này thư ký trưởng Đào ra đi, vị trí này không bao lâu nữa sẽ là của anh. Thái Nguyên Thương chợt giật mình, hắn nhìn vào ánh mắt của nàng, chỉ thấy trong mắt Nhâm Hồng lóe lên chút xảo quyệt và mạnh mẽ, cũng có chút chờ mong. Thế là hắn cố gắng giả vờ như bình tĩnh nói. Ôi, việc này cũng không phải do tôi quyết định được, tất cả cũng có duyên số, nếu không được thì không sao, được cũng không có vấn đề, cứ nên thuận theo tự nhiên. Nhâm Hồng thấy Thái Nguyên Thương không coi mình là người ngoài.
thế là nàng chợt vui vẻ trở lại, nàng giữ lấy tay của hắn nói. Anh chắc chắn sẽ được, tôi tin anh, tôi cảm thấy trong văn phòng khối chính quyền thành phố chỉ có anh là có khả năng cao nhất mà thôi. Thái Nguyên Thương thật sự cảm thấy trong lòng nóng lên, cô đã giữ lấy tay tôi cũng có thể giữ tay cô. Thế là hắn nắm tay của Nhâm Hồng, lúc này Nhâm Hồng cũng không có ý lùi bước, nàng đỏ mặt nhìn Thái Nguyên Thương, hai hốc mắt đầy nước lúng liếng. Lúc này khoảng cách giữa hai người Thái Nguyên Thương và Nhâm Hồng được kéo lại rất nhanh, nàng đột nhiên ngã vào lòng hắn, bọn họ ôm lấy nhau trong bóng tối. Nhâm Hồng giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nàng khẽ liếm vành tai của Thái Nguyên Thương từng chút một, làm cho thư ký trưởng Thái Cảnh thấy toàn thân ngứa ran giống như bị điện giật. Lúc đầu tất nhiên hắn cũng có cảm giác lo sợ, nhưng sau đó tất cả cảm giác đều đã bị sự nhiệt tình của Nhâm Hồng làm cho tan chảy. Sau này bọn họ lén gặp nhau một lần, tình huống xảy ra như trong phim nước ngoài, Thái Nguyên Thương lột quần áo của Nhâm Hồng, hắn thấy được nội y của nàng, sau đó hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết đó là một đêm điên cuồng của mình, hắn cũng sinh ra ý nghĩ kỳ quái, vì hắn trước nay luôn cảm thấy mình lãnh đạm với phụ nữ, thật sự chưa từng có ý nghĩ gì quá khác lạ. Nhưng khi hắn và Nhâm Hồng ở bên nhau thì khác biệt, bọn họ không những ăn ý hài hòa, hơn nữa mỗi lần hắn đều có thể tận hứng và thả lỏng, thể xác và tinh thần đều được vỗ về. Lúc này hắn chợt phát hiện mình cũng không lãnh đạm với phụ nữ, thậm chí ban ngày cũng ngẫu nhiên cảm thấy trong người sinh ra vài phản ứng sinh lý. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người sinh ra một khát vọng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là gần đây Thái Nguyên Thương vì công tác tiếp đãi mà không thể đến gần người phụ nữ mà hắn điên đảo tâm thần, ngẫu nhiên hai bên cũng gặp mặt nhưng bọn họ cũng không nói nhiều, bây giờ lại càng không có tâm tình kia. Thái Nguyên Thương nghe được những lời báo cáo của Nhâm Hồng thì chợt sinh ra gấp gáp, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hắn phải làm theo đúng kế hoạch, hắn không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra lúc ký kết hợp đồng. Các phóng viên chúng ta mời không phải đều đã vào phòng rồi sao? Thái Nguyên Thương gãi tay lên đầu theo thói quen rồi trầm giọng hỏi. Đúng, đều đã đi vào, nhưng bọn họ là phóng viên của các hãng truyền thông khác. Nhâm Hồng là người phụ trách công tác tiếp đãi, nàng cũng hiểu vấn đề khó giải quyết, thế cho nên mới đến xin chỉ thị của Thái Nguyên Thương. Là hãng truyền thông nào? Là những tập đoàn truyền thông cấp quốc gia. Nhâm Hồng đã sớm có chuẩn bị với vấn đề này, nếu không phải đám phóng viên kia có thân phận cao cấp, chỉ sợ nàng sẽ không cần phải đến xin chỉ thị của Thái Nguyên Thương. Là phóng viên cấp quốc gia, có lầm lẫn gì không? Thái Nguyên Thương dùng ánh mắt chăm chú nhìn Nhâm Hồng, sau khi xác định người phụ nữ này không gạt mình thì hắn cũng sinh ra vài ý nghĩ khó khăn. Nếu là truyền thông bản địa thì rất dễ đối phó, nhưng là truyền thông quốc gia thì phải suy nghĩ kỹ, đám người kia căn bản khó thể chọc vào. Bọn họ đến đây với mục đích gì? Thái Nguyên Thương nhìn thoáng qua nhóm lãnh đạo Hứa Tiền Giang đã đi lên đài chủ tịch, sau đó hỏi Nhâm Hồng. Nhâm Hồng có chút xấu hổ vì Thái Nguyên Thương hơi dựa vào mình, nàng khẽ đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi rụt người lại, sau đó mới khẽ nói. Nói là đến phỏng vấn sau khi ký kết hợp đồng. Phỏng vấn sau khi ký hợp đồng. Thái Nguyên Thương thật sự không tin vào lý do này, hắn biết rõ nghi thức ký kết hợp đồng này là chuyện lớn của thành phố Đông Bộ, nhưng nếu đặt ở mặt bằng cấp tỉnh thì cực kỳ bình thường. Lúc này nếu không phải là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang đến tham gia, hơn nữa thành phố Đông Bộ có quan hệ không tệ với truyền thông tỉnh Sơn Nam, nếu không thì Nhật báo Sơn Nam và đài truyền hình tỉnh cũng không thèm đến. Truyền thông quốc gia có cấp bậc gì, tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ muốn mời, nhưng bây giờ lại không ngờ bọn họ xuất hiện chỗ này. Nếu như cho mời bọn họ vào, đám nhạc công quan trọng này sẽ cho ra một phần tin tức tốt, như vậy sẽ gặt hái thanh danh lớn. Nhưng đám phóng viên kia cũng không nằm trong hàng ngũ mình cho mời, nếu bọn họ làm ra thiêu thân thì tính sao? Rốt cuộc có cho bọn họ vào hay không? Điều này làm cho Thái Nguyên Thương thật sự rất khó xử. Khi Thái Nguyên Thương đang phân vân thì ánh mắt chợt rơi lên người Nhâm Hồng đang mở to mắt chờ câu trả lời của mình. Hắn thầm mắng chính mình, vào thời điểm mấu chốt thế này còn váng đầu, chính mình không làm chủ được thì phản ánh lên trên, trời sập có tuyến trên đỡ, mình có liên quan gì đâu. Thái Nguyên Thương hạ quyết tâm rồi nhanh chóng đi về phía Nhâm Sương Bình ở trên đài chủ tịch. Nhâm Sương Bình là nhân vật chính của nghi thức ký kết lần này, hắn đang rất phong độ đi bên cạnh khẽ bàn bạc vài vấn đề với Cát Trường Binh. Việc gì? Sau khi Thái Nguyên Thương đi đến bên cạnh thì Nhâm Sương Bình đã cảm thấy có chuyện, thế là hắn khẽ dịch người ra phía sau rồi hỏi Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Nhâm, bên ngoài có hơn chục phóng viên truyền thông cấp quốc gia, bọn họ muốn đến phỏng vấn nghi thức ký kết. Anh xem có nên cho bọn họ vào không?
Thái Nguyên Thương hạ thấp âm thanh đem những chuyện đang xảy ra bên ngoài nói cho Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình nhướng mày, truyền thông cấp quốc gia, bọn họ nào có mời. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, hai chân mày chợt thả lỏng. Nếu là đến phỏng vấn thì chúng ta sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Bọn họ vất vả đến đây, muốn góp sức cho thành phố Đông Bộ chúng ta, cũng không nên để bọn họ về tay không. Thế này đi, đợi sau khi kết thúc ký kết, anh đại biểu cho thành phố Đông Bộ trả lời bọn họ. Nhâm Sương Bình nói và Thái Nguyên Thương nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn nụ cười trên mặt chủ tịch Nhâm Sương Bình, hắn thầm nghĩ mình và chủ tịch xem ra có chênh lệch, hơn nữa lại là chênh lệch cao độ. Chính mình chỉ thấy sự việc kỳ quái, lại không nhìn rõ bản chất. Đám phóng viên truyền thông quốc gia vì sao lại chạy đến thành phố Đông Bộ, không phải tìm chút nước canh sao? Xem ra câu nói không có lợi không dậy sớm là rất thật. Chương 484, dày mặt khoe khoang. Thái Nguyên Thương suy nghĩ lại cẩn thận rồi chuẩn bị lui xuống, đúng lúc này Đồng Quốc Khánh ở cách đó không xa đã trầm giọng hỏi. Sương Bình, có chuyện gì sao? Trưởng phòng Đồng, có chút chuyện, có một vài truyền thông quốc gia cảm thấy nghi thức ký kết của chúng ta khá tiêu biểu, thế cho nên muốn phỏng vấn một chút. Nhâm Sương Bình nói rất lạnh nhạt, thế nhưng tay áo có chút lắc lư qua lại đã làm cho nhiều người nhìn rõ vấn đề, đó là chủ tịch Nhâm rất vui vẻ vì sự xuất hiện của truyền thông quốc gia. Đồng Quốc Khánh cũng không nhiều lời, hắn khẽ gật đầu với Nhâm Sương Bình, sau đó cùng đi với Hứa Tiền Giang về phía đài chủ tịch. Nhâm Sương Bình cùng đi theo lên đài chủ tịch, vì lúc này sẽ ký kết hợp đồng cho nên hắn là chủ tịch thành phố sẽ cùng giám đốc Cát Trường Binh được sắp xếp vào vị trí trung tâm. Sau khi gật đầu với Cát Trường Binh thì Nhâm Sương Bình nhìn xuống bên dưới. Nhâm Sương Bình đưa mắt nhìn đám người bên dưới, từng gương mặt quen thuộc chợt hiện ra trong mắt. Những người kia đều là lãnh đạo đơn vị ban ngành trong thành phố Đông Bộ, lúc này bọn họ đang ngồi bên dưới cực kỳ quy củ giống như học sinh tiểu học. Nhâm Sương Bình mơ hồ nhìn khắp một vòng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt. Dù sao bây giờ hắn cũng phải làm tốt công tác ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, dù hắn thật sự chỉ muốn tiếp cận trưởng phòng Hứa Tiền Giang mà thôi. Đáng tiếc là lúc này Nhâm Sương Bình chỉ là một chủ tịch thành phố, hắn còn phải tham gia ký kế hợp đồng, cũng không thể ngồi cùng một chỗ với Hứa Tiền Giang cho được. Giám đốc Cát, sau này chúng ta là người một nhà, tôi là người thích kết giao bạn bè, sau này giám đốc Cát đến thành phố Đông Bộ cũng đừng quên tôi đấy nhé. Nhâm Sương Bình nhìn thoáng qua Cát Trường Binh rồi phất tay cực kỳ khí thế nói. Cát Trường Binh chợt có chút bất ngờ vì tình huống Nhâm Sương Bình đột nhiên mở miệng, hắn có hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng có phản ứng, hắn nhiệt tình nói. Chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, chỉ cần đến thành phố Đông Bộ thì tôi sẽ đến làm phiền anh. Nhâm Sương Bình thu hết tất cả biểu hiện của Cát Trường Binh vào trong mắt mình, trong lòng thật sự có chút mất vui. Đại đa số người nói chuyện thường không thích đối phương tỏ ra không chăm chú, Nhâm Sương Bình là một chủ tịch thành phố, hắn càng có cảm nhận này sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Vừa rồi Cát Trường Binh sở dĩ có chút bất ngờ, rõ ràng đã cho thấy đối phương không quá chú tâm đến mình, điều này sao không khỏi làm cho Nhâm Sương Bình sinh ra chút vướng mắc tâm lý. Nhưng bây giờ hắn có chuyện cần cầu Cát Trường Binh, cũng căn bản không quá quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Hắn cố gắng áp chế cảm giác bức bối vào trong lòng, biểu hiện vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Cát Trường Binh cũng không chú ý đến vẻ mặt mất vui của chủ tịch Nhâm, so với tình cảnh vào lúc này thì trong đầu hắn chủ yếu cảm thấy lo lắng bất an vì chuyện của nhà máy, hắn nào có tâm tư để rào đón Nhâm Sương Bình. Mới hơn một tuần trôi qua mà nhà máy rượu Hồng La Xuân đã chiếm hơn 10% định mức tiêu thụ của nhà máy rượu Tân Nguyên, thế tấn công như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Dù 1/10 là không quá nhiều thế nhưng định mức như vậy cũng không phải là quá ít, hơn nữa trạng thái đang là không thể nào chống đỡ được, nếu như rượu Hồng La Xuân cứ mãi được bán đi với xu thế như lúc này, chỉ sợ nhà máy rượu Tân Nguyên sẽ cực kỳ khốn khó. Cát Trường Binh nghĩ đến những lời nhắc nhở của chuyên gia trong xưởng tối qua mà cảm thấy đau đầu. Điều này làm cho tâm tư của hắn có chơi rối loạn, sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên. Nếu như không phải hôm nay là Đồng Quốc Khánh cho ra lời hẹn, Cát Trường Binh sẽ không đến tham gia. Điều hắn muốn làm nhất vào lúc này chính là khẩn cấp triệu tập cuộc họp giữa ban giám đốc và chuyên gia trong nhà máy, bọn họ sẽ cùng nhau thương lượng cho ra sách lược đối phó với nhà máy rượu Hồng La Xuân. Không biết là kẻ nào cho ra phương án như vậy, nếu như nhà máy rượu Tân Nguyên của mình có thể thi triển phương án đó nhanh hơn một bước, chỉ sợ sẽ thắng lớn hơn Hồng La Xuân rất nhiều. Cát Trường Binh cực kỳ cảm khái, thế là bàn tay không khỏi siết chặt lại. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các vị khách quý, hôm nay là một ngày tốt lành,
chúng tôi long trọng cử hành nghi thức ký kết giữa nhà máy rượu Tân Nguyên và khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Hạng mục này được tiến cử sẽ rót vào thành phố Đông Bộ một dòng máu mới, chúng ta dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh. Khi đến thời điểm bắt đầu nghi thức ký kết, Phó Bí thư Phạm Bằng Phi mặt tây trang màu xanh đen dùng giọng cực kỳ trầm bổng tuyên bố với mọi người. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Nhâm Sương Bình và các trường binh nhanh chóng đứng lên trong tiếng vỗ tay, Nhâm Sương Bình lại nhìn tỷ lệ người vỗ tay mà thầm cảm thấy rất đắc ý. Nhâm Sương Bình cảm thấy tiếng vỗ tay kia phần lớn là hướng về phía mình. Lần này không ai không biết hạng mục của nhà máy rượu Tân Nguyên là do Nhâm Sương Bình kéo về thành phố Đông Bộ, là công lao của Chủ tịch Nhâm hắn, hơn nữa hắn còn là một nhân vật chính thức trong nghi thức ký kết lần này. Tuy Hứa Tiền Giang đến tham gia, còn có cả Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến, thế nhưng cũng không ai phủ nhận tất cả đều đang xoay quanh Nhâm Sương Bình. Lúc này mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh Chủ tịch Nhâm Sương Bình đọc diễn văn. Phạm Bằng Phi vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn thoáng qua gương mặt đầy vui vẻ của Nhâm Sương Bình rồi nói. Nhâm Sương Bình đã sớm chuẩn bị tốt diễn văn lần này. Khi tiếng vỗ tay vang lên, Háp đặt một trang bản thảo đã được đóng dấu đỏ ửng lên mặt bàn, sau đó tươi cười nhìn xuống bên dưới nói. Vì bài diễn văn này mà các đồng chí làm cán bút trong văn phòng khối chính quyền thành phố đã bỏ ra không ít tế bào não, tôi đã vừa đọc qua, thật sự ghi rất hay. Nhưng hôm nay tôi sẽ không đọc dựa vào nó. Tôi là chủ tịch thành phố Đông Bộ, tôi cảm thấy nếu như máy móc đọc một bài diễn văn đã được viết sẵn sẽ không thể biểu đạt đầy đủ thành ý của thành phố Đông Bộ với sự giúp đỡ to lớn của nhà máy rượu Tân Nguyên trong phương diện phát triển kinh tế, đồng thời cũng không biểu đạt được sự chú ý cao độ với tình hình phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, cũng khó lòng bày tỏ với giám đốc Cát đã thu xếp chút thời gian quý báu đến tham gia nghi thức ký kết. Nhâm Sương Bình mỗi lần nói đến các điểm mấu chốt thì nói rất rõ ràng mạch lạc, những lời mở đầu là khá tốt, rất có lực tác động. Mỗi câu mỗi chữ của Nhâm Sương Bình vào lúc này thật sự đã được châm trước sẵn, cực kỳ có tình cảm, cũng có thêm vài phần khí phách. Hắn đứng trên đài chủ tịch mà cảm thấy mình giống như nhẹ đi 2-3 phần, dù không xem bản thảo nhưng từng câu từng chữ cực kỳ hùng hồn, cực kỳ trôi chảy. Nhâm Sương Bình tuy nhìn thẳng về phía trước nhưng dư quang khóe mắt lại chăm chăm về phía trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Khi thấy Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu nở nụ cười thì hắn thật sự rất vui mừng. Điều này nói rõ lần đầu tiên mình ngẫu hứng lên tiếng đã nhận được sự tán thưởng và khẳng định của trưởng phòng Hứa, không phải hắn hao tổn bao nhiêu tâm tư cũng vì chờ mong hiệu quả như vậy sao? Thưa trưởng phòng Hứa, giám đốc Cát, hôm nay tôi ở đây đại biểu cho thành phố Đông Bộ nhiệt liệt hoan nghênh hai vị. Những năm gần đây thành phố chúng tôi chứng thực tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, vì muốn thu hút được đầu tư, muốn kéo vốn lưu động. Tìm đến tư chất để phát triển thành phố mà đã mặt dày mày dạn chạy nát bàn chân. Dù là bất kỳ ai cũng không nề hà gian khổ, bày ra trăm phương ngàn kế, dùng hoàn cảnh tốt đẹp nhất để chào đón nhà đầu tư. Vương Tử Quân ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới đài chủ tịch, hắn lẳng lặng nghe Nhâm Sương Bình lên tiếng phát biểu. Tuy Vương Tử Quân không ưa gì Nhâm Sương Bình, thế nhưng lúc này Nhâm Sương Bình ăn nói trôi chảy và cực kỳ có hồn, hắn cũng không thể không thừa nhận Nhâm Sương Bình lên tiếng rất có lực tác động. Lúc này Nhâm Sương Bình thật sự rất chói lọi, đối phương tuy không quá lớn tiếng nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ, khi phát biểu thi thoảng lại vung tay biểu cảm, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khí thế ngàn vạn. Chủ tịch Vương, ngồi dưới này nhìn chủ tịch Nhâm phát biểu thật sự có chút khác biệt. Trúc Phu Bình ngồi cách Vương Tử Quân không xa, hắn hơi nghiêng người khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Trúc Phu Bình, trong lòng thầm hiểu ý của đối phương. Chẳng biết có phải là những chiếc ghế trên đài chủ tịch được cố ý sắp xếp hay không, lúc này trên đài chủ tịch người sắp xếp ngồi cao hơn Vương Tử Quân là Phó Bí Thư Bành Quang Binh, hàng ghế đầu tiên của Vương Tử Quân ở dưới đài có vẻ hơi thấp hơn một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không trả lời, tuy hắn thầm hiểu điều này có ý nghĩa là gì, thế nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Tôi tin tưởng nhà máy rượu Tân Nguyên ở phía đông sẽ nhanh chóng mọc rễ trong thành phố Đông Bộ, chắc chắn sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Nhà máy rượu Tân Nguyên chắc chắn cũng nhanh chóng kế thừa, sẽ nhanh chóng trở nên hùng mạnh trong phương diện kinh doanh rượu của mình. Nhâm Sương Bình dùng những câu nói cực kỳ có tương lai để kết thúc bài phát biểu của mình, hắn vỗ tay xuống bàn một cái, cho thấy niềm tin thật sự không gì sánh nổi của mình. Đây cũng không phải là niềm tin của một vị chủ tịch thành phố, là niềm tin của người sắp tiến làm lãnh đạo đứng đầu thành phố. Tiếng vỗ tay lại vang lên nhiệt liệt, Vương Tử Quân khẽ vỗ tay, hắn đưa mắt nhìn. Chợt thấy Nhâm Sương Bình đi về phía mình. Chủ tịch Nhâm phát biểu thật sự làm cho chúng ta càng có thêm tinh thần,
càng tràn đầy tin tưởng với sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Lúc này sẽ là chương trình thứ hai của hội nghị, mời Chủ tịch thành phố Đông Bộ Nhâm Xương Bình và Giám đốc nhà máy rượu Tân Nguyên Cát Trường Binh cùng ra ký kết hợp đồng. Phạm Bằng Phi nói xong câu cuối cùng thì âm thanh đột nhiên trở nên cao vút. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt chợt vang lên, càng có không ít ánh đèn chớp sáng. Khi Phạm Bằng Phi nói xong thì nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ nhanh chóng đưa hai phần hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước đến đặt trước mặt Nhâm Xương Bình và Cát Trường Binh. Nhâm Xương Bình cầm bút lên với tư thế cực kỳ phong độ, hắn khẽ gật đầu với đám phóng viên đang chụp ảnh và ghi hình, sau đó ký lên bản hợp đồng ba chữ Nhâm Xương Bình với bộ dạng cực kỳ tiêu sái. Nhâm Xương Bình có chữ ký rất đẹp, mạnh mẽ và cứng rắn như sắt thép. Hơn nữa chữ ký của hắn từng được mời người xếp đặt, ký có thể nhìn ra được đó là chữ gì, càng có thêm vài phần khí khái của nét chữ thư pháp. Nhâm Xương Bình nhìn thoáng qua tên mình, đột nhiên một ý nghĩ bùng lên trong đầu. Nếu như có người hữu tâm siêu tầm chữ ký của mình, chắc chắn sau này có thể để cho người ta dùng làm mẫu. Cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà Nhâm Xương Bình được đám phóng viên vây quanh chụp ảnh càng nở nụ cười sáng lạn. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành đối với hắn, không những có trưởng phòng Hứa Tiền Giang đến tham gia góp vui, hắn lại biểu hiện rất tốt trước mặt trưởng phòng Hứa. Nhờ việc ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên mà uy vọng của hắn sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần, hơn nữa quan trọng nhất còn có. Nhâm Xương Bình thầm nghĩ như vậy, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía nhóm Vương Tử Quân đang ngồi ở hàng đầu tiên dưới đài chủ tịch. Lúc này Cát Trường Binh ở bên kia cũng đã ký xong, sau đó hai bên trao hợp đồng cho nhau, lại là một tràng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Đồng chí Diệu Tiến, hạng mục của nhà máy rượu Tân Nguyên là thật sự rất tốt, có nhà máy rượu Tân Nguyên thì thành phố Đông Bộ sẽ có thêm một con rồng dẫn dắt kinh tế phát triển. Hứa Tiền Giang cười ha hả nhìn Tiết Diệu Tiến ngồi ngay bên cạnh mình rồi nói. Tiết Diệu Tiến biết Hứa Tiền Giang nói ra những lời như vậy chủ yếu là tạo thế cho Nhâm Xương Bình, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám biểu hiện lên mặt, hắn cười nói. Đúng vậy, lần này là Chủ tịch Nhâm đã bỏ ra nhiều công sức kéo hạng mục nhà máy rượu Tân Nguyên về cho thành phố Đông Bộ, thật sự không thể bỏ qua công lao. À, tôi nghe Quốc Khánh nói Chủ tịch Nhâm cũng là một người có năng lực duy trì công tác. Hứa Tiền Giang nói một câu hai ý nghĩa, lão vừa nói vừa cười ha hả nhìn Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến là bí thư thị ủy nhiều năm, sao hắn không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Hứa Tiền Giang? Nếu là trước kia hắn sẽ còn lo lắng có nên đi theo luận điệu của lãnh đạo hay không, nhưng bây giờ hắn là một bí thư thị ủy sắp rời khỏi chức vụ, cũng không cần phải mở lời nịnh hót trưởng phòng tổ chức làm gì. Trưởng phòng Hứa nói rất đúng, đồng chí Xương Bình dường như rất phù hợp với công tác của khối chính quyền thành phố, nếu lập trường kiên định thêm một chút, bước tiến ổn thêm một chút thì tốt hơn. Hứa Tiền Giang có hơi nhíu mày, Tiết Diệu Tiến rõ ràng nói lời có ẩn giấu, lão là một lão quan trường sao không hiểu. Dù lão có chút căm tức với Tiết Diệu Tiến thế nhưng cũng không phát tác. Hơn nữa bây giờ Tiết Diệu Tiến sắp rút xuống, cũng không có gì phải quan tâm, nếu lão náo loạn với người này cũng không có lợi lộc gì. Đồng Quốc Khánh vẫn luôn đứng bên cạnh Hứa Tiền Giang, tất nhiên hắn sẽ nghe lọt vào tai tất cả lời nói của Hứa Tiền Giang và Tiết Diệu Tiến. Hắn nhìn gương mặt biến thành màu đen của Tiết Diệu Tiến. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Tiết Diệu Tiến dù sao cũng là Tiết Diệu Tiến, ngay cả lúc này cũng không chịu khuất phục dưới uy nghiêm của trưởng phòng tổ chức, nhưng không chịu khuất phục thì thế nào? Chúng tôi đã tính toán đẩy Nhâm Xương Bình lên, tỉnh ủy cũng đã có kết luận, anh cho rằng chính mình có thể đứng ra cản Nhâm Xương Bình sao? Thật sự không biết lượng sức. Khi trong lòng Đồng Quốc Khánh đang có hàng loạt ý nghĩ thì một phóng viên chậm rãi đứng lên, âm thanh của viên phóng viên này thông qua micro đã vang vọng khắp hội trường. Giám đốc Cát, tôi muốn hỏi một chút, vì sao nhà máy rượu Tân Nguyên của các anh lại chọn thành phố Đông Bộ? Theo tôi được biết thì các thành phố trong tỉnh đều có phát thư mời với anh, muốn nhà máy của các anh đến đầu tư. Tôi cũng muốn hỏi một chút, trong các thành phố ở tỉnh Sơn Nam, anh thấy hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Đông Bộ như thế nào? Đã đến rồi. Đồng Quốc Khánh khẽ híp mắt, hắn là đạo diễn của tất cả sự việc, tất nhiên hắn biết rõ đám phóng viên kia đặt những câu hỏi như thế nào, sẽ có phương hướng như thế nào. Đồng Quốc Khánh đưa mắt nhìn Cát Trường Binh đứng trên đài, hắn lại nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi bên dưới. Lần này chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ phải ăn quả đắng và cố gắng nhẫn nhịn. Nhâm Xương Bình khẽ gật đầu với đám người bên dưới, nhưng ánh mắt lại luôn đặt lên người đám phóng viên đã được sắp xếp sẵn ở bên dưới. Lúc này hắn nghe thấy một người trong số đó lên tiếng làm khó dễ, vậy là trái tim không khỏi đập nhanh hơn.
Tuy đến bây giờ Nhâm Xương Bình vẫn chưa thể chinh phục được Vương Tử Quân, điều này thật sự làm uy vọng của hắn bị ảnh hưởng rất mạnh. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến tình huống Chủ tịch Vương luôn giành ưu thế với mình ở khối chính quyền thành phố sắp phải khổ sở vì các trường binh, hắn chợt cảm thấy trái tim mình gia tốc. Khoảnh khắc này Nhâm Xương Bình chợt phát hiện ra một vấn đề, đó là chính mình hình như quá coi trọng Vương Tử Quân. Nhưng dù trước kia Vương Tử Quân có hùng mạnh thế nào, bây giờ cũng khó thể nào chịu được đòn đau của mình. Vương Tử Quân cũng không nhìn Nhâm Xương Bình, cũng không nhìn Hứa Tiền Giang, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên vị trí của mình, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Nếu nói về phương diện vị trí địa lý thì thành phố Đông Bộ căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế gì trong tỉnh Sơn Nam, ngay từ đầu kế hoạch xây dựng nhà máy rượu Tân Nguyên cũng không đặt trong thành phố Đông Bộ. Các trường binh tuy vì vấn đề của công ty vào lúc này mà tâm sự nặng nề, thế nhưng hắn cũng là một lãnh đạo xí nghiệp hợp cách, cuối cùng nhìn nhận tình huống hiện tại và biểu hiện tố chất xứng đáng. Sau khi phóng viên đặt câu hỏi thì hắn nhanh chóng áp chế tâm tư rối loạn của mình. Các trường binh nở nụ cười chân thành nhìn vị phóng viên bên dưới đang kinh ngạc vì câu hỏi của mình, hắn chợt cười nói. Nhưng chúng tôi coi trọng hoàn cảnh phát triển của thành phố Đông Bộ, coi trọng chính kêu gọi đầu tư lấy xí nghiệp làm trọng của khối chính quyền thành phố Đông Bộ, cuối cùng mới quyết định xây dựng nhà máy ở đây, cũng chính là báo đáp thành ý của Chủ tịch Nhâm và thành phố Đông Bộ với nhà máy chúng tôi. Nói thật trước đó tôi thật sự có chút thất vọng về vài vị lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, trước khi Chủ tịch Nhâm đến liên hệ với chúng tôi, cũng có vài vị lãnh đạo khối chính quyền thành phố Đông Bộ đến liên hệ. Nhưng khi đó nhà máy chúng tôi đang có cải cách, tôi thật sự quá bận rộn, vì vậy mà có chút chậm trễ, thế là vị lãnh đạo kia không nói nhiều mà vỗ mông bỏ đi. Điều này làm cho hội nghị ban giám đốc chúng tôi cho ra quyết định không xây dựng nhà máy ở thành phố Đông Bộ. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đàm phán với thành phố khác thì Chủ tịch Nhâm đến nhà máy rượu Tân Nguyên chúng tôi, thành ý và quyết tâm của anh ấy đã làm cho ban giám đốc chúng tôi thật sự cảm động, thế là cho ra thay đổi chưa từng có. Thành phố Đông Bộ có một vị chủ tịch tốt đẹp như vậy, điều này làm cho chúng tôi tràn đầy niềm tin khi xây dựng nhà máy ở thành phố này. Các trường binh dùng lời lẽ hùng hồn lên tiếng, giọng điệu tỏ ra tín nhiệm và cảm khái với Chủ tịch Nhâm của thành phố Đông Bộ. Sau khi hắn nói xong thì đám người đã được sắp xếp sẵn nhanh chóng vỗ tay rộn rã. Thái Nguyên Thương cũng vỗ tay, tuy hắn biết các trường binh chỉ là nói bừa, độ tin cậy không cao, thế nhưng ít nhất thông qua đó cũng làm cho uy vọng của lãnh đạo mình tăng tiến. Dù sao lúc này cũng đang ở trước mặt truyền thông và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nhà máy rượu Tân Nguyên tạo thế cho Nhâm Xương Bình như vậy thật sự quá tốt, không lo Hứa Tiền Giang không hài lòng. Giám đốc Cát, tôi xin mạo muội hỏi anh một câu. Anh có thể bày tỏ một chút, có thể nói ra tên của vị lãnh đạo mà thành phố Đông Bộ mà mình không hài lòng được không? Một tên phóng viên đeo kính đen đứng lên dùng giọng cay nghiệt hỏi. Xin hỏi anh là... Các trường binh khẽ nhích lại gần micro rồi trầm giọng hỏi. Tôi là phóng viên Nhật báo tỉnh Sơn Nam. Tên phóng viên lên tiếng. Thật xin lỗi đồng chí phóng viên, tôi không thể trả lời tên của vị lãnh đạo này. Dù tôi không hài lòng với thái độ của anh ấy. Thế nhưng người ta cũng không có gì sai lầm. Kêu gọi đầu tư chính là Chu Du đánh hoàng cái, một bên nguyện đánh một bên chịu đựng, anh ấy rời khỏi nhà máy của chúng tôi, biết đâu sẽ cảm thấy có một hạng mục tốt hơn so với nhà máy rượu Tân Nguyên chúng tôi. Các trường binh nói đến đây thì dùng giọng tiêu sái nói tiếp. Thế sự vô thường, tất cả đều có thể xảy ra, những gì tôi vừa nói cũng chỉ đại biểu cho cá nhân mình mà thôi. Ha ha ha, tiếng cười chợt vang lên khắp bốn phía. Nhưng Trúc Phù Bình ngồi bên cạnh Vương Tử Quân lại không chút cảm giác buồn cười, hắn siết chặt tay, dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn các trường binh. Tuy các trường binh không nói tên của vị lãnh đạo kia ra, nhưng đám lãnh đạo thành phố Đông Bộ ngồi đây đều biết rất rõ, lúc này giám đốc các trường binh của nhà máy rượu Tân Nguyên nói về Chủ tịch Trúc Phù Bình và Vương Tử Quân. Bây giờ các trường binh nói như vậy chẳng khác nào đổ bô lên đầu Trúc Phù Bình và Vương Tử Quân, càng đáng hận là lúc này còn có mặt trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Trúc Phù Bình biết rõ mình là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thành phố, cũng coi như là một nhân vật ở Đông Bộ. Nhưng nếu hắn đứng trước mặt trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, căn bản chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, sẽ chẳng là thứ gì cả. Nếu hắn để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo, chỉ sợ sau này đừng hòng cầu tiến. Trúc Phù Bình cực kỳ oán hận, hắn đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lại phát hiện Vương Tử Quân rất bình tĩnh, căn bản giống như những lời của đối phương không phải chĩa về phía mình. Hắn chợt kinh ngạc, tại sao mình lại không thể bình tâm tĩnh khí như Chủ tịch Vương. Thế là hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm xúc của mình. Giám đốc Cát,
Theo tôi được biết thì hai vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ đến nhà máy rượu Tân Nguyên kêu gọi đầu tư lần lượt là Chủ tịch Vương và Chủ tịch Trúc, không biết anh đang nói đến vị nào. Lúc này một nữ phóng viên hơn 30 mặc quần áo bó sát người với bộ ngực cao vút chợt lên tiếng, cô nàng vừa xinh đẹp lại vừa có giọng nói rất dễ nghe. Nữ phóng viên nói qua micro, hai cái tên Chủ tịch Vương và Chủ tịch Trúc vang lên rất rõ ràng trong phòng hội nghị. Vương Tử Quân nhìn về phía nữ phóng viên kia, hắn cười lạnh một tiếng rồi thôi. Có lẽ lần này đối phương quyết tâm muốn cho mình chết không chỗ chôn, thế nên cũng không cần để lại thể diện cho mình. Hứa Tiền Giang vốn đang hào hứng nghe các phóng viên đặt vấn đề, thế nhưng khi nữ phóng viên kia đặt câu hỏi thì lão chợt nhận thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lúc này gương mặt với nụ cười tủm tỉm của lão đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Chương 485, chuyển biến. Đồng Quốc Khánh luôn quan sát phản ứng của Hứa Tiền Giang, khi thấy vẻ mặt lãnh đạo không được tốt thì hắn cũng thầm cảm thấy ớn lạnh. Nhưng Vương Tử Quân chính là lực cản quá mạnh cho Nhâm Xương Bình tiến lên, bọn họ làm như vậy tuy quá xấu xa nhưng cũng là tất yếu. Trưởng phòng Hứa chắc chắn sẽ mất hứng, chờ đến khi tan họp hắn sẽ mở lời giải thích. Nhâm Xương Bình cũng quan tâm đến vẻ mặt của Hứa Tiền Giang, tuy hắn ngồi có hơi xa Hứa Tiền Giang, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không chủ quan rời khỏi gương mặt lãnh đạo. Lần đầu tiên hắn thấy gương mặt với nụ cười tủm tỉm và cực kỳ bình dị của lãnh đạo đã trở nên nổi giận, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an. Nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Đồng Quốc Khánh, trong lòng hắn chợt yên ắng. Quách Tiên Vi nãy giờ luôn cười ha hả nhìn các nghi thức ký kết hợp đồng diễn ra, thế nhưng tình thế tiến triển sau đó lại làm hắn cười không nổi. Dù trước khi đến hắn đã từ miệng Hứa Tiền Giang mà biết sẽ có người tiến hành chèn ép Vương Tử Quân, thế nhưng cục diện vào lúc này lại làm hắn cực kỳ bất ngờ, rõ ràng là chèn ép quá dữ dội. Nói rõ tên của lãnh đạo trước mặt bao người, dù Vương Tử Quân không có sai lầm gì cũng sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt lãnh đạo. Thông qua hoạt động ký kết lần này, chỉ sợ địa vị mà Vương Tử Quân vừa dựng lên ở thành phố Đông Bộ sẽ nhanh chóng sao động. Cậu Vương Tử Quân, xem như hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Quách Tiên Vi thầm nhắc nhở một câu. Sau đó hắn suy nghĩ xem nên làm thế nào để loại trừ lực ảnh hưởng với Vương Tử Quân. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy biện pháp thỏa đáng nhất là Vương Tử Quân phải rời khỏi thành phố Đông Bộ. Nếu Vương Tử Quân không rời khỏi thành phố Đông Bộ, chỉ sợ sẽ không có tương lai phát triển ở nơi này. Nhưng điều động Vương Tử Quân cũng không phải là vấn đề đơn giản, cần phải có hội nghị thường ủy tỉnh ủy họp và cho ra quyết định, một vị phó phòng tổ chức nho nhỏ như hắn căn bản là không đủ lực. Tiết Diệu Tiến nhìn sự việc tiến triển mà thầm cười lạnh, hắn trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Hứa Tiền Giang nói. Trưởng phòng Hứa, tôi thấy có vài người làm việc thật sự quá mức. Tiết Diệu Tiến dù nói không rõ ràng nhưng ý nghĩa của nó thì ai cũng hiểu, gương mặt Hứa Tiền Giang đang lạnh lẽo chợt càng thêm lạnh. Bí thư Tiết, anh bao che khuyết điểm thì tôi cũng hiểu, nhưng có một số việc phải dám làm dám chịu, những người không chịu trách nhiệm với việc làm của mình thì phải chịu hậu quả. Khi tổ chức giao phó quyền lực thì còn giao cho nghĩa vụ tương ứng, chúng ta cũng không thể cho anh ta quyền lợi mà không phải thực hiện nhiệm vụ, chúng ta cũng không phải là những người như vậy. Đồng Quốc Khánh hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói. Tiết Diệu Tiến không nói gì thêm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Tiền Giang, giống như đang chờ câu trả lời của lãnh đạo. Gương mặt Hứa Tiền Giang thật sự rất trầm trọng, lão rất bất mãn với những trò đấu tranh nội bộ như thế này, nhưng hiện tại lão vẫn muốn giúp đỡ Đồng Quốc Khánh. Dù thế nào thì Đồng Quốc Khánh là trợ thủ của hắn, lại là người đại biểu cho tỉnh ủy xuống giúp đỡ ban ngành thành phố Đông Bộ triển khai mở rộng công tác. Hơn nữa sự việc này tuy có chút ảnh hưởng với Vương Tử Quân, thế nhưng trải qua sự kiện này có thể làm cho tên kia an phận một chút ở thành phố Đông Bộ, để đối phương nhớ rõ một vấn đề tiến lên quá mạnh cũng không tốt, cần phải biết kiềm chế một chút. Khi Hứa Tiền Giang chuẩn bị mở miệng, lúc này Cát Trường Binh đang đứng trên đài chợt mở miệng nói. Chuyện này xin mọi người thứ cho tôi không trả lời, nhưng tôi có thể nói rõ với mọi người, chúng tôi chính thức hủy kế hoạch vào đầu năm này. Chính thức hủy kế hoạch xây dựng nhà máy vào đầu năm này. Những lời này tuy không diểm danh người nào, nhưng đám người nơi đây đều hiểu Cát Trường Binh muốn làm gì. Cát Trường Binh đã nói quá rõ, hắn căn bản không có ý kiến gì với vị phó chủ tịch đã vướng vòng lao lý vào trước Tết, căn bản là có ý kiến với những vị phó chủ tịch đến liên hệ với nhà máy rượu Tân Nguyên vào đầu năm này. Vị nào đến liên hệ với nhà máy rượu Tân Nguyên vào đầu năm nay? Ai đi, là Vương Tử Quân. Hầu như chỉ sau nháy mắt thì đám cán bộ đều đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt của bọn họ có đồng tình, có vui vẻ, có kẻ hả hê, cũng có người muốn xem náo nhiệt.
Khi Cát Trường Binh nói đến câu hủy kế hoạch vào đầu năm này thì thở dài một hơi, vì trước Tết hắn đã liên hệ với nhà máy rượu Tân Nguyên, mãi sau Tết mới tiếp tục, chỉ còn lại mình Vương Tử Quân là sau Tết mới liên hệ mà thôi. Tuy hắn bây giờ luôn hợp tác với Vương Tử Quân, nhưng có câu anh chết tôi không chết thì hay, hai người ở vào tình huống xui xẻo nhưng hắn lại là người thoát thân, thế nên hắn thật sự rất hạnh phúc. Chỉ cần hắn có thể bình an vô sự, như vậy hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác. Các vị, tôi cũng thanh minh một chút, đó là tôi có chút bất mãn với thái độ của vị lãnh đạo này. Tôi cũng nói thẳng, kêu gọi đầu tư dù sao cũng là một lựa chọn từ hai phía, biết đâu vị lãnh đạo kia có chuyện gì đó quan trọng hơn, hoặc là phát hiện được một đối tượng hợp tác tốt hơn, mới đi về hướng khác. Cát Trường Binh khẽ dịch người trên ghế rồi mỉm cười tiếp nhận ánh mắt của mọi người nói. Trong tỉnh Sơn Nam còn có nhà máy rượu nào tốt hơn Tân Nguyên nữa sao? Đối với các thành phố khác, còn có gì quan trọng bằng công tác kéo hạng mục của nhà máy rượu Tân Nguyên? Cát Trường Binh dù nói những lời vừa rồi khá hời hợt nhưng lại bày ra tư thái kiêu ngạo và trào phúng trong tình huống vô hình. Ha ha ha, giám đốc Cát thật sự quá khiêm nhường, ngài cũng không cần kiếm cớ cho vị lãnh đạo kia, nếu không thì vị lãnh đạo kia cũng đỏ mặt. Nữ phóng viên cười rất rung động. Bộ ngực rủn rẩy điên cuồng làm cho người ta nghi ngờ nếu nàng cứ cười mãi như vậy không biết những thứ bên trong có phá vỡ quần áo mà xuất hiện hay không. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, một số người từ bên ngoài đến cũng nhận định chuyện này liên quan đến Vương Tử Quân. Khi nhìn gương mặt bình tĩnh của vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, có người bắt đầu thầm nói. Cuối cùng cũng là một câu ngoài miệng không lông thì làm việc không tốn sức, quá trẻ tuổi cũng không hay, cũng cần phải mài giũa cho tốt. Vương Tử Quân càng bình tĩnh thì càng làm cho người ta nghĩ rằng hắn đang gắng gượng chống đỡ, bọn họ căn bản cũng không tin vị phó chủ tịch kia có thể chống đỡ được. Lưu Nham Phú ngồi sau lưng Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc công tác với nhau thì hắn hiểu rõ Vương Tử Quân là hạng người gì, hắn nghe bạn tốt của mình bị chỉ trích như vậy, trong lòng không khỏi bừng bừng ngọn lửa căm giận. Con bà nó, phóng viên chó má gì, hôm nay ông muốn xem chúng mày là thứ gì biến thành. Khi Lưu Nham Phú chuẩn bị vỗ bàn đứng lên thì đã bị Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh giữ lại. Chủ tịch Lưu, cứ để bọn họ đắc ý, chút nữa bọn họ sẽ cười không nổi, chúng ta chờ xem kịch hay là được. Lý Cẩm Hồ nói, gương mặt lộ ra cảm giác vui sướng cực kỳ thần bí. Nữ phóng viên kia lúc này cực kỳ đắc ý, nàng nhìn giám đốc Cát đang liên tục nở nụ cười trên đài giống như được thấy một mớ đặc sản vùng quê vậy. Trước kia nàng không phải chưa từng trải qua những chuyện gài người thế này. Nhưng lại chưa từng liên quan đến một cán bộ cấp bậc cao như Vương Tử Quân. Nhưng nữ phóng viên cũng không chút cảm giác lo lắng, vì nàng thấy mình cũng không nói gì thêm. Vị phó chủ tịch thường vụ kia dù có nhiều bất mãn nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể câm lặng chịu thiệt thòi mà thôi, còn những thứ khác, căn bản không làm gì được nàng. Khi nữ phóng viên chuẩn bị hỏi cho xong một vấn đề cuối cùng, cũng giống như một nhân vật kết thúc bộ phim trên truyền hình, đột nhiên có một người trầm giọng hỏi. Giám đốc Cát. Tôi có thể hỏi Chủ tịch Nhâm một vấn đề được không? Cát Trường Binh lúc này cũng cảm thấy cực kỳ vui sướng, tuy hắn và Vương Tử Quân không có thù hận gì, nhưng Vương Tử Quân là đá kê chân cho con hắn bay xa, hắn phải dẫm đạp lên đối phương. Lý do này đã quá đầy đủ, vì con của mình mà hắn không thể không ra tay với Vương Tử Quân. Hơn nữa gần đây hắn rất bực bội vì sự phát triển quật khởi của nhà máy rượu Hồng La Xuân, lúc này khó có được chút cảm giác hưng phấn. Dẫm đạp lên người ta cũng phải có phương pháp rõ ràng, hơn nữa dẫm lên người có địa vị càng cao thì cảm giác hưng phấn càng được duy trì rất lâu. Cát Trường Binh đang rất đắc ý, thế cho nên hắn thầm hy vọng hoạt động ký kết này kéo dài hơn một chút. Dù sao thời gian dài hơn thì hắn sẽ được hưởng thụ cảm giác thoải mái khi áp chế Vương Tử Quân, cố gắng giải phóng tâm tình đang cực kỳ ức chế vì nhà máy rượu Hồng La Xuân cướp đoạt thị trường của nhà máy rượu Tân Nguyên. Hỏi Chủ tịch Nhâm Sương Bình. Cát Trường Binh nhìn qua tên phóng viên trung niên rồi thầm nghĩ, quả nhiên là kế hoạch tốt, gần đây phóng viên đều là người trẻ tuổi, phóng viên trẻ cũng khó thể nào so sánh với phóng viên đứng tuổi được. Nếu một phóng viên như vậy đặt câu hỏi với Chủ tịch Nhâm, như vậy còn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Tất nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng thưa đồng chí phóng viên, vấn đề này của ngài hình như phải có được sự đồng ý từ Chủ tịch Nhâm mới được. Cát Trường Binh nhìn tên phóng viên trung niên rồi cười hả hả nói một câu vui đùa. Tên phóng viên trung niên nhìn về phía Nhâm Sương Bình, hắn cũng không chờ Nhâm Sương Bình lên tiếng mà tự giới thiệu. Chủ tịch Nhâm, tôi là phóng viên Hào Dũng của Nhật báo XX, tôi có một vấn đề cần thỉnh giáo anh. Nghe đến bốn chữ Nhật báo XX thì đám người ngồi nơi đây không khỏi ngừng thở,
đây là báo chí lớn cấp quốc gia, nếu Nhật báo tỉnh Sơn Nam so với bọn họ thì căn bản không cùng cấp bậc. Đám phóng viên đang định mở miệng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dù sao nếu mình lên tiếng cũng căn bản không thể nào so sánh với đối phương, cần gì phải làm loạn. Nhâm Sương Bình cũng không ngờ phóng viên Nhật báo XX lại có mặt ở chỗ này, thế là trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra cảm khái, trong lòng thầm nghĩ có câu, thiên tử có bách thần tương trợ, mình lần này giống như nhân phẩm bộc phát, ngay cả báo XX cũng đến tương trợ sao. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Phóng viên Hào có gì cứ nói, nếu tôi có thể thì nhất định sẽ trả lời. Chủ tịch Nhâm khẽ vung tay làm ra bộ dạng sẽ không giấu giếm gì cả, điều này làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy rất đẹp đẽ. Nhâm Sương Bình càng thêm thỏa mãn vì biểu hiện của mình, hắn càng nghĩ sẽ quan tâm đến vị phóng viên Hào này hơn, dù sao thì có nhiều bạn cũng có thêm đường đi, hắn lại là người rất thích kết giao bạn bè. Hào Dũng cầm micro rồi nói. Đa tạ chủ tịch Nhâm, tôi cũng không khách khí. Tôi xin hỏi chủ tịch Nhâm, khi nào thì thành phố chúng ta sẽ ký hợp đồng với nhà máy rượu Hồng La Xuân, tôi thấy giám đốc Tần của nhà máy rượu Hồng La Xuân đã đứng chờ bên ngoài hơi lâu rồi đấy. Nhà máy rượu Hồng La Xuân, ký hợp đồng, đây là có chuyện gì? Nhâm Sương Bình thật sự sinh ra cảm giác biến thành hòa thượng không thể sờ được tóc, hắn có nghe qua nhà máy rượu Hồng La Xuân, không, phải là hai ngày qua hắn đều uống rượu Hồng La Xuân. Nhưng Nhâm Sương Bình căn bản chưa từng nghe nói thành phố Đông Bộ có ký hợp đồng gì với nhà máy rượu Hồng La Xuân. Không phải vị phóng viên kia có ý nghĩ xấu gì đấy chứ? Nhâm Sương Bình chợt có ý nghĩ như vậy, hắn cố nặn ra nụ cười nói. Đồng chí phóng viên, thành phố Đông Bộ chúng tôi cũng không có liên hệ gì với nhà máy rượu Hồng La Xuân cả. Chủ tịch Nhâm, khi tôi đến đã gặp giám đốc Tần của nhà máy rượu Hồng La Xuân ở bên ngoài. Anh ấy nói muốn cùng nói chuyện hợp tác xây dựng nhà máy với thành phố Đông Bộ các anh. Hơn nữa giám đốc Tần còn nói bọn họ rất có thành ý với việc này, sẽ cố gắng đàm phán cho xong vào ngày hôm nay. Hào Dũng cũng không chờ Nhâm Sương Bình nói xong mà lên tiếng. Điều này, Nhâm Sương Bình cảm thấy đầu óc mình chợt rối loạn, lúc này hắn thật sự không biết nói sao cho tốt. Có trời mới biết tại sao bây giờ lại xuất hiện một nhà máy rượu Hồng La Xuân. Hắn có thể thề với trời là mình căn bản không biết gì về chuyện này. Cát Trường Minh nghe thấy nhà máy rượu Hồng La Xuân thì trong đầu chợt nổ ầm một tiếng, nụ cười trên mặt chợt tan biến. Lúc này nhà máy rượu Hồng La Xuân đang phát triển quật khởi, hắn thật sự sinh ra một cảm giác sợ hãi tâm lý với đám người của nhà máy rượu Hồng La Xuân này, bây giờ vừa nghe nhắc đến thì thật sự là không thoải mái. Chủ tịch Nhâm, chuyện này tôi còn quên chưa báo cáo với anh. Trước đó tôi đi đến đàm phán với nhà máy rượu Tân Nguyên, vì đã bị bọn họ cho chờ đợi 2 ngày, tôi cảm thấy nhà máy rượu Tân Nguyên căn bản không có thành ý xây dựng nhà máy ở thành phố Đông Bộ, vì thế tôi nghĩ không muốn dùng dây thừng treo cổ thành phố chúng ta, cuối cùng tìm đến nhà máy rượu Hồng La Xuân. Một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó Vương Tử Quân chậm rãi đi lên đài chủ tịch, nụ cười của hắn rất lạnh nhạt thế nhưng bước chân cũng cực kỳ có lực. Lúc đó tôi đã được gặp giám đốc Tần Thọ Sinh. Giám đốc Tần rất có hứng với hạng mục xây dựng nhà máy ở thành phố Đông Bộ chúng ta. Nhưng khi đó anh ấy vì có chút bận rộn mà không thể cho chúng ta một tin tức chính xác, tôi cảm thấy sự việc này cũng cần trao đổi xem xét lại, cũng nên quay về báo cáo, lại không ngờ anh ấy tìm đến tận đây. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Nhâm Sương Bình rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Hợp tác với nhà máy rượu Hồng La Xuân, vì sao lại là như vậy? Nhâm Sương Bình nhìn nụ cười phong độ nhẹ nhàng không chút biến đổi của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu tất cả tính toán của mình đã biến thành nước chảy qua cầu, không, phải nói là tất cả bố cục của hắn, tất cả vỡ diễn của hắn đã biến thành một trò hề. Dù nhà máy rượu Tân Nguyên thật sự khá tốt nhưng nếu so sánh với nhà máy rượu Hồng La Xuân thì cũng không phải cùng một cấp bậc. Lúc này nhà máy rượu Hồng La Xuân quảng cáo quá mạnh mẽ, rượu Hồng La Xuân đã nổi tiếng cả nước, bây giờ bọn họ đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Thật sự là một chuyện vui lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.